Nam Châu đã yên ổn rồi đi. Như Hữu Đạo trả lời, Nam Châu tạm thời không có vấn đề gì, ta lo Bắc Châu hơn. Long Hưu khẽ hỏi, sao nói vậy? Như Hữu Đạo nói, Thiệu Bình Ba vẫn có chỗ đáng học hỏi, bàn về trị lý Bắc Châu thì những người triều đình phái đi sớm muộn gì sẽ làm Bắc Châu dối tung. Nói câu không nên, trong chiều nhiều gian nịch, Thương Kiến Hùng không biết dùng người, đã không thích hợp thay ba đại phái khống chế nước Yến. Long Hưu lạnh lùng lường Như Hữu Đạo, bất đắc dĩ mới nãy nói vài lời kia nên giờ không thể dội nước vào hắn long hưu lạnh nhạt nói thương kiến hùng cũng không có cách nào vì giữ ngai vàng nếu không dùng đồng đảng thì có thể dùng ai nghiêu hữu đạo nói khi cần thiết có thể đổi người chủ trì cục diện nước yến long hưu nói làm gì có chuyện dễ dàng như ngươi nói trên dưới dính líu ích lợi của nhiều người đâu phải muốn đổi là đổi được sơ sẩy một cái nước yến sẽ rối loạn không ai dọn dẹp được mớ bòng bong thì ngoại địch sẽ thừa dịp lẻn vào chỗ hồng khi đó ba đại phái nên đối ngoại hay lao đến các nơi trấn áp. Tuy thương kiến hùng vô năng nhưng ít ra giờ biển chính thống nước Yến, có thể miễn cưỡng giữ cho đại cục không tan vỡ, nếu đổi người thì ai phục ai. Người cho rằng thương chiêu tông có tư cách thay thế sao? Nhiều hữu đạo chỉ nhắc một tiếng, muốn thăm dò thái độ của đối phương, hắn thấy vậy lập tức chắp tay nói. Cung chủ nói đúng, là ta không suy nghĩ chu đáo. Sau đó Long Hưu hỏi về thiệu bình ba, nhiều hữu đạo trò chuyện theo long hưu không nói nhảm nhiều với nghiêu hữu đạo gặp mặt hắn đã là cho đầy đủ mặt mũi đương nhiên long hưu không vội đuổi nghiêu hữu đạo đi giữ hắn ở lại chơi vài ngày nhưng nghiêu hữu đạo không muốn ở lại ở đây quá bị động hắn lấy cớ bận việc cáo từ long hưu không cưỡng ép kêu dịch thư tiến khách thay mình lúc xuống núi nghiêu hữu đạo bỗng ôm eo quản phương nghi đi song song quản phương nghi định lắc người mắng hắn nghiêu hữu đạo nói nhỏ đừng nhúc nhích quản phương nghi nghiêng đầu thấy ánh mắt của nghiêu hữu đạo thì ngây ra chợt hiểu điều gì, lòng thầm nghi ngờ. Quản phương nghi biết nhiều hữu đạo làm như vậy chắc chắn có mục đích gì, giả vờ phối hợp ra vẻ hai người có quan hệ đặc biệt thân thiết. Dịch thư vốn không thích hai người, tuy tiến khách nhưng đi theo sau lưng không xa không gần. Dịch thư thấy tay nhiều hữu đạo sắp sờ mông người ta thì lộ biểu tình chơ chẽn. Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đồi phong bại tục, một đôi cầu nam nữ không biết xấu hổ, làm nàng buồn nôn muốn ói. Trên đường nhiều hữu đạo ám thị, quản phương nghi thậm chí chủ động ôm một cánh tay hắn. Gia sơn môn chạm mặt ngô lão nhị canh giữ chim bay chờ đợi, cả nhóm bay lên trời. Nhìn tiêu giao cung xa xôi sau lưng, quản phương nghi hỏi nhỏ. Tình huống gì, như hữu đạo trả lời. Long hưu muốn tác hợp ta với dịch thư. Quản phương nghi kinh ngạc hỏi. Hắn muốn ngươi cưới dịch thư. Như hữu đạo kể lại đại khái. Hắn đường đường là cung chủ tiêu giao cung sẽ không nói thẳng lấy đồ đệ liên nhân, chỉ ám thị bằng lời, muốn ta chủ động. Quản phương nghi nghe xong buồn cười. Đây là chuyện tốt, Long hưu là ai, có một chỗ trong phiêu miểu các đây là chuyện tốt người ta cầu cũng không được người đừng dây dưa tội gì vòng tới vòng lui trực tiếp sai người đưa lên xính lễ cầu hôn đi long hưu có mặt mũi có cớ thực hiện long hưu tạo áp lực dù dịch thư không muốn đồng ý cũng không được người chắc chắn ôm mỹ nhân về nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại mỹ nhân gì đẹp bằng bà không ta thì thấy không xứng sách dày cho bà quản phương nhi bật cười làm gì có a à, không đúng quản phương nhi ngừng cười biến sắc mặt nói ngươi nói vậy là sao lấy lão nương làm lá chắn cố ý làm anh đầu đó ghét phải không không phải quản phương nhi không muốn giúp nghiêu hữu đạo giải quyết rắc rối mà vấn đề nằm ở thái độ của hắn phải chăng hắn cảm thấy thanh danh của bà vốn đen nên thích hợp làm lá chắn trong chuyện này nghiêu hữu đạo không thừa nhận nào có nhưng chối cũng vô dụng nghiêu hữu đạo bị quản phương nhi mắng xối xả ngô lão nhị điều khiển chim bay nghe mà lắc đầu dịch thư đưa khách đi rồi trở về phục mệnh không kiềm được hỏi Long Hưu chắp tay sau lưng dựa vào lan can nhìn phía xa. Sư phụ gặp hắn làm chi? Long Hưu sẽ không nói sự thật cho nàng, hỏi ngược lại. Thư Nhi cảm thấy con người của Ngưu Hữu đạo thế nào? Dịch Thư ném một câu, không dám cung duy. Long Hưu ngạc nhiên, không ngờ đồ đệ của mình kiên quyết phủ định Ngưu Hữu đạo. Chương 812, thực hiện lời hứa. Long Hưu vụt xoay người hỏi, người ta trông cũng tốt mà sao bảo là không dám khen? Dịch Thư nói, tâm cao khí ngạo trong mắt không người, Long Hưu nhíu mày nói, Thư Nhi nhìn đâu ra hắn là tâm cao khí ngạo, trong mắt không người. Hắn đã vô lễ với ngươi." Dịch Thư nói, "Hắn dám, sư phụ đừng thấy hắn mặt ngoài cung kính với ngài nhưng trong lòng không biết đánh giá tiêu giao cung chúng ta thế nào." Người này quen thói mắt mọc trên đỉnh đầu, lúc ở Thượng Thanh tông đã dám xuống tay với người của Tôn trưởng, ở Tề Kinh đánh bị thương đệ tử Thiên Hỏa giáo, mấy chuyện này sư phụ cũng biết rồi sư phụ cảm thấy hắn sẽ xem trọng tiêu giao cung ta hơn thiên hỏa giáo sao long hưu nói vi sư có tìm hiểu những chuyện này đều là bị người buộc đến không có đường lui mới đánh trả hắn có sai sao nếu hắn là phế vật mặc người hại thì ngươi cảm thấy hắn có tư cách ở chỗ này gặp vi sư sao dịch thư nói sư phụ không nói mấy chuyện khác chỉ nói chuyện giữa hắn và hồng nương tề kinh đây là chuyện người có phẩm hạnh đoan chính nên làm sao nói đến đây long hưu nhức đầu nghe đồn lúc ở phù phương viên tề kinh là nghiêu hữu đạo và hồng nương đã sống chung thật lâu bây giờ càng như hình với bóng thành đôi thành cặp đồ đề của ông trong sạch giờ bắt gả cho nghiêu hữu đạo từng có một lần ly dị thì quá uất ức mấy chuyện đó tính việc đường nghi có thể nói là thân bất do kỷ, nhưng với hồng nương thì tính sao thanh danh của hồng nương thế nào còn cần nói nhiều sao long hưu phát hiện chàng trai trẻ tuổi nhưng nghiêu hữu đạo không biết quý trọng lông chim của mình gì cả làm như vậy chẳng phải là tự hủy tiền đồ sao nên Long Hưu mới nhức đầu, có một số lời không cách nào nói ra khỏi miệng bàn bạc với người khác khi ở trong tiêu giao cung. Nghiêu Hữu đạo làm mấy chuyện lung tung như thế, người đường đường là trưởng môn tiêu giao cung chỉ vì lung lạc người tài không tiếc khiến đệ tử quan môn của mình gả thấp, có phải là quá vô sỉ không? Không nói cái nhìn của người ngoài thế nào, người trong tiêu giao cung nghĩ sao? Nên Long Hưu hy vọng Nghiêu Hữu đạo chủ động chút, Long Hưu im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Có lẽ vì những gì hắn đã trải qua, sư phụ thì chết sớm, bên người thiếu người dạy dỗ nên hắn hơi phóng túng. Người trẻ tuổi có chút hành vi nên thông cảm, dịch thư hơi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, sao cảm giác như sư phụ cố nói đỡ cho hắn, Long Hưu không thừa nhận, nhưng vẫn cố gắng khuyên bảo. Có sao, hồi vi sư còn trẻ cũng từng hồ đồ, ai chẳng có lúc trẻ tuổi hoang đường. Nhìn người không thể xem trước mắt, phải biết xem xa hơn. Ý của vi sư là nghiêu hữu đạo vẫn có chỗ đáng học hỏi, không thì tại sao Ngọc Thương để đệ tử của mình bái hắn làm tiên sinh không thể chỉ xem khuyết điểm của người ta cũng phải biết nhìn thấy sở trường ta hy vọng ngươi học tập người ta điểm này dịch thư chỉ vào mình khó tin hỏi sư phụ kêu đệ tử học tập hắn long hưu bỗng mặt biến sắc chỉ vào dịch thư quát mắng ta nói rồi là học tập sở trường của người ta ngươi cho rằng ngươi là đệ tử của tiêu giao cung là không gì không làm được ngươi phải thay đổi thái độ đó đi nghe kỹ cho ta về sau rảnh rỗi hãy thường xuyên đi quận thanh sơn tiếp xúc nhiều với người ta nghe rõ chưa thấy Long Hưu nổi sùng dịch thư đành cúi đầu vâng dạ. Vâng, mặt ngoài vâng dạ chứ trong lòng dịch thư không thèm nghe theo. Hai con hát ngọc điêu xoay quanh trên bầu trời dãy núi minh mông rồi đáp xuống một đỉnh núi. Đoạn hổ, lôi tông khang, ngô tam lưỡng nhảy xuống. Một người từ trong rừng nhảy ra, đó là người của ngũ lương sơn được xếp canh giữ quanh vạn thú môn. Ba người đoạn hổ không quen thuộc người này nhưng đã gặp mặt, đối phương cũng biết họ là người đi theo bên nghiêu hữu đạo. Hai bên chạm mặt chào hỏi nhau đoạn hổ hỏi người đã đến đông đủ chưa đối phương trả lời đã tập kết từ lâu đoạn hổ gật đầu phất tay tốt xuất phát ngay giữa trưa đệ tử ngũ lương sơn xuất hiện bên ngoài sơn môn vạn thú môn tự xưng là hắc ngũ nói với đệ tử gác cổng mình là bằng hữu của triều thắng hoài làm phiền thông bẩm không lâu sau triều thắng hoài bay ra từ vạn thú môn nghe hai chữ hắc ngũ làm gã tìm đập chân run có tật giật mình chạy nhanh ra triều thắng hoài nhìn người chờ ngoài sơn môn khá lạ mặt nhưng gã vẫn chạy nhanh ra dẫn người sang một bên triều thắng hoài hỏi chúng ta có quen sao đệ tử kia trả lời có người ở thành vạn vật đến thực hiện lời hứa của đạo gia với ngươi triều thắng hoài không đi theo đệ tử kia ngay sợ nghiêu hữu đạo giết người diệt khẩu triều thắng hoài hỏi rõ nơi chạm mặt trong thành kêu đệ tử kia đi trước rồi mình sẽ đến sau triều thắng hoài vừa vào vạn thú môn liền kéo một đám đồng môn xuống núi uống rượu đi khách điếm thiên vận trong thành vạn vật. Trong khi ăn uống với đồng môn Triều Thắng Hoài kiếm cớ đi lên lầu gõ cửa một căn phòng. Trong phòng có người chờ Triều Thắng Hoài, là đoạn hổ. Hai bên xác nhận thân phận của nhau, Triều Thắng Hoài ám thị xung quanh đều là người của gã. Đoạn hổ cười cười vươn tay mời đối phương ngồi xuống, móc ra một sấp kim phiếu đẩy tới trước mặt Triều Thắng Hoài. Đây là một trăm vạn, đạo gia kêu ta chuyển lời rằng gần đây xảy ra chút xung đột với bên Bắc Châu, chi tiêu nhiều nên hơi kẹt chút, 300 vạn còn lại sẽ không nợ Triều Huynh, chờ về sau đưa nữa. Triệu đưa đã không tệ, Triều Thắng Hoài vốn chuẩn bị tâm lý không lấy được tiền, không ngờ Nghiêu Hữu Đạo giữ lời đưa trả một phần. Triều Thắng Hoài kiểm kê kim phiếu xong vừa nhét vào ngực đã nghe đoạn hổ nói. Đạo gia còn kêu ta mang vài người đến, nói là Triều Huynh có chuyện sắp xếp chúng ta làm. Nói đến việc này làm Triều Thắng Hoài bực mình, Nghiêu Hữu Đạo nói đi là đi, không làm chuyện đã hứa với gã mấy đồng môn tham gia chuyện đó khiến gã mỗi ngày treo tim treo gan quan trọng là mấy vị kia không xem mình như người ngoài gặp chuyện là tìm chiều thắng hoài họ đánh giá năng lực của gã cao quá nếu có bản lĩnh thì gã cần gì bí quá hóa liều chiều thắng hoài sợ rồi sẽ xảy ra chuyện cũng định tự mình ra tay nhưng mấy vị kia đang đi gần với gã nhiều người trong môn biết lúc khiến họ biến mất gã phải có bằng chứng là không ở cạnh họ chiều thắng hoài từng muốn tìm người ngoài ra tay nhưng không dám Kêu người ngoài làm chuyện này chẳng khác gì tặng chuôi đau vào tay người ta, tương lai không yên ổn. Triều Thắng Hoài nhìn quanh, ra hiệu đoạn hổ lại gần, nói nhỏ vào tai vài câu. Đoạn hổ gật đầu biểu thị đã biết, hai mái đầu gần sát tách ra. Triều Thắng Hoài nghiến răng nói, ta muốn sáng mai thấy đầu của họ. Yên tâm, không thành vấn đề, sẽ trôn dưới gốc cây già ngoài cửa thành đông vào sáng mai. Đêm nay Triều Thắng Hoài tìm cái cớ làm việc thích hợp suốt đêm ở cùng đồng môn, mặt ngoài nói cười nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bốn vị đồng môn đã bị Triều Thắng Hoài lừa xuống núi, lý do là cần người lấy ít đồ. Triều Thắng Hoài rất lo người bên Nhiêu Hữu Đạo trượt tay, nếu để một người sống chạy về thì người sống sót đó sẽ biết mình bị lừa, gã sẽ thảm. Triều Thắng Hoài an ủi mình chuyện này không nhỏ, Nhiêu Hữu Đạo biết hậu quả để lộ tiếng gió, chắc sẽ làm việc ổn thỏa. Triều Thắng Hoài khó khăn chờ đến trời sáng, trong môn truyền ra tiếng gió nói là bốn người kia chưa được cho phép tự tiện đi vắng cả đêm, đã phái người tìm họ nhân viên quản sự trong môn cũng tìm đến chiều thắng hoài, hỏi gã có biết bốn người kia đi chỗ nào không, tất nhiên gã bảo không biết gì hết. Chiều thắng hoài cảm thấy mình có quan hệ tốt với bốn người, chủ động yêu cầu xuống núi tìm giúp. Chiều thắng hoài đi đến cây già ngoài cửa thành, nền đất không có dấu vết bị sới trôn vật gì, gã tìm phạm vi lớn hơn nhưng không có gì. Chiều thắng hoài bất đắc dĩ chạy nhanh vào thành vạn vật, đi khách điếm thiên vận tìm đoạn hổ. Trong khách điếm không có bóng dáng đoạn hổ, người trong khách điếm nói đêm qua khách đã trả phòng rời đi. mười 813, giết một, chiều thắng hoài bàng hoàng đi ra khách điếm, không biết bên đoạn hổ làm vậy là sao, không thành công hay làm được rồi mà quên chuyện đã hứa. Nhưng chuyện đó sao có thể quên được, chiều thắng hoài ước gì có thể chắp cánh bay đến Nam Châu ngay, tìm nghiêu hữu đạo hỏi rõ ràng. Yến Kinh, Phủ Đại Tư không, trong một phòng tính có ba chiếc bàn dài, ba cái bổ đoàn. Một cái bàn dài đặt ngang bên trên cao, đồng mạch ngồi sau bàn, hai bên dưới tay đặt hai chiếc bàn hai người ngồi là trưởng môn kim vô quang của chân linh viện trưởng môn tào ngọc nhi của phi hoa các từng khống chế nam châu trò chuyện một lúc sau hai vị trưởng môn còn giữ lại nghi ngờ tào ngọc nhi hỏi dò tướng ra việc này có được ba đại phái đồng ý không đồng mạch thản nhiên nói cơ hội không đến vì người ta đồng ý có nhiều lúc là bản thân tranh thủ người không làm thì vĩnh viễn không có cơ hội không lẽ hai vị không muốn lấy về nam châu cho đệ tử hai phái một lời giải thích sao Kim vô quang nói: Tướng ra nói có lý, nhưng lỡ bị ba đại phái phản đối thì sao? Đồng mạch lường Kim vô quang, nhủ thầm nếu ba đại phái chịu thì ta còn cần tìm các ngươi. Đồng mạch vuốt sâu nói: Phản đối cái gì? Triều đình còn không sợ thì các ngươi sợ cái gì? Triều đình sẽ giao thiệp với ba đại phái. Nếu các ngươi thật sự sợ thì bản tướng không cưỡng ép, sẽ có người đồng ý phối hợp đại quân Triều đình. Kim vô quang vội nói: Tại hạ không có ý đó, chẳng qua có ý tốt nhắc nhở vậy thôi. Kim vô quang và Tào Ngọc Nhi liếc nhau, hai người cùng đứng lên, chắp tay nói. Trân Linh Viện, Phi Hoa Các Nguyện vì thời phối hợp đại quân triều đình trinh phạt. Chờ hai người rời đi, Đồng Mạch đứng dậy đi đến một bên, đẩy ra cửa kéo một góc, một người ngồi xếp bằng bên trong. Ca Miểu thủy chậm rãi uống trà, từ từ nói: Thực lực của hai nhà họ chưa chắc làm nên chuyện. Đồng Mạch nói: Đầu năm nay có nhiều môn phái xin cơm ăn, chờ tìm thêm hai nhà là được. Chọn hai nhà kia là vì biết bọn họ không cam lòng làm chó nhà có tang lâu như vậy, một khi lên sân sẽ liều mạng. Ngươi không cần lo việc này, bên Nam Châu và Kim Châu sao rồi? Ca Miểu Thủy bình tĩnh nói, bên Nam Châu thì ta sẽ cố gắng nhanh chóng liên lạc với Đại Thiền Sơn, bọn họ có đồng ý hay không đều không sao. Bên Kim Châu thì Hải Vô Cực đã bảo đảm với bệ hạ sẽ không để Kim Châu ra tay quấy nhiễu. Đồng Mạch gật đầu nói, thế thì tốt, chân trời hiện vệt trắng bình minh, phía tây Kim Châu đường cái từ bình châu đi kim châu một tòa trạm dịch khác với thường ngày nhiều thủ vệ tăng thêm canh giữ nghiêm ngặt khách qua đường muốn vào trạm dịch nghỉ chân đều bị cấm không cho vào một con hát ngọc điêu đón ban mai đáp xuống trạm dịch ba hoạn quan nhảy xuống một hoạn quan ôm kiếm đứng trên bậc thang trước cửa trạm dịch thấy thế rút kiếm xuống bậc thang chắp tay với người hơi mập dẫn đầu ba hoạn quan hoàng công công sao ngài đến đây hoàng công công cười híp mắt nói có việc bẩm báo với trưởng lệnh hãy đi thông báo Thái giám cầm kiếm quay đầu nhìn cửa sổ một gian phòng, phỏng đoán người ở bên trong chưa dậy, hơi sợ không dám quấy dậy. Thái giám cầm kiếm cười nói, Hoàng Công Công có chuyện gì để kim sĩ truyền tấn đến là được, chuyện gì mà làm phiền ngài tự mình đến một chuyến. Hoàng Công Công ngừng cười, trầm giọng nói, vớ vẩn, nếu không có chuyện quan trọng thì ta từ kinh thành xa xôi chạy tới làm chi, nhanh đi thông báo. Thái giám cầm kiếm hơi khom người, xin chờ chút, thái giám cầm kiếm nhanh chóng xoay người chạy vào trạm dịch, lên tầng 2, đi qua các hàng thủ vệ gõ cửa một căn phòng. Trong phòng truyền ra giọng the thế lạnh lùng nói, vào đi, thái giám cầm kiếm đẩy cửa vào, nương ánh sáng nguyệt điệp thấy một nam nhân mặc áo lót ngắn màu trắng ngồi xếp bằng đả tọa trên tháp, tóc xóa vai. Người này là thái giám gần thân đi theo bên hoàng đế nước triệu hải vô cực, trung sa phủ lệnh triệu xâm. Thái giám cầm kiếm nhỏ giọng nói, trường lệnh, hoàng tạ hoàn công công đến, nói là có chuyện gì muốn gặp ngài dưới mái tóc che nửa bên mắt chợt hai con mắt mở ra, trong mắt nhích nhẹ, triệu sâm khẽ ừ. Thái giám cầm kiếm nhanh chóng lui ra, chốc lát sau cửa mở, hoàng tạ đi vào, hoàng tạ chắp tay hành lễ hướng tháp, trưởng lệnh, triệu sâm hơi nghiêng đầu nhìn hoàng tạ, ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Người từ xa chạy tới có phải vì kinh thành xảy ra chuyện gì? Hoàng tạ không đáp mà phất tay với thái giám cầm kiếm ra hiệu lui, ra lệnh bắt buộc. Kêu người ngoài cửa lui ra, chưa được cho phép không ai được đến gần thái dám cầm kiếm nhìn triệu sâm không thấy y có phản ứng gì mới dạ lui ra đóng cửa phòng lại ngay sau đó ngoài cửa truyền đến một chuỗi bước chân đi xa hoàng tạ đến gần triệu sâm rút một trang giấy ra khỏi ống tay áo rũ ra cho y xem tờ giấy ố vàng có chữ giết đỏ thắm bắt mắt con người triệu sâm co rút giật tờ giấy từ tay đối phương nhìn thật kỹ y rất quen thuộc chữ viết này xem xong triệu sâm chậm rãi gấp tờ giấy hỏi ai hoàng tạ nhỏ giọng nói trường công chúa và nghiệt chủng mới sinh ra, triệu sâm giật nảy mình, đã hiểu tại sao đối phương phải đuổi người khác đi. Chuyện bệ hạ muốn mưu sát muội muội ruột của mình không thể để lộ ra ngoài. Triệu sâm nhanh chóng đứng dậy, hai chân trần xuống tháp bước nhanh mở cửa nhìn bên ngoài, lại chạy đến cửa sổ mở ra xem. Xác nhận không ai nghe lén triệu sâm mới trở về, hỏi nhỏ. Thái hậu có biết việc này? Hoàng tạ lắc đầu nói. Sao có thể để Thái hậu biết việc này? Nếu Thái hậu biết thì Thái hậu nên ngăn hay không? Triệu Sâm hỏi, với tội danh gì, nếu không làm rõ thì Triệu Sâm không dám xuống tay, dù gì là trưởng nữ của Hoàng Thái hậu. Giết nữ nhi của Thái hậu rồi lỡ sau đó Thái hậu tức giận muốn giết y báo thù cho nữ nhi thì làm sao? Hoàng Tạ nói, trước mắt không có tội danh, nhưng phủ lệnh nên rõ ràng giết người là thứ yếu, kiếm chỉ hướng Kim Châu mới là thật, xong việc tất nhiên có tội danh. Không cần ta nói đạo lý nhiều, không thành công thì không có tội danh, hoàn thành việc sẽ có tội danh, chờ xong chuyện liệt kê ra không muộn. Triệu Sâm xóa tóc biểu tình trầm trọng, đi tới đi lui trong phòng. Chuyến đi của Triệu Sâm vốn là thay thiên tử tuần thị, khi đến Bình Châu có lẽ vì y ở gần, cộng thêm thân phận địa vị của y đủ sức nặng nên đột nhiên nhận ý chỉ của Thái hậu Thương Ấu Lan, nói là Hoàng đế cũng đồng ý cho y đại biểu Thái hậu và Hoàng đế đi xem Kim Châu, chúc mừng trưởng công chúa Hải Như Nguyệt mới sinh. Từ mặt nào đó đây vốn là chuyện tốt đáng mừng, ai ngờ đột nhiên nhận thêm việc, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Việc này tuyệt đối là khoai nóng phòng tay, vẫn câu cũ, dù gì là nữ nhi của thái hậu giết nữ nhi thì sau này thái hậu sẽ gai mắt y hoàng tạ hỏi cớ gì do dự không lẽ phủ lệnh muốn kháng chỉ triệu sâm hất tóc dài ra sao vụt ngoái đầu lạnh lẽo nhìn hoàng tạ triệu sâm nghi ngờ phải chăng có người dở trò quỷ sau lưng cố ý đẩy y ra làm việc này hoàng tạ giật nảy mình biểu tình trở nên dịu ngoan triệu sâm lạnh lùng nói không phải do dự mà đang suy nghĩ nên ra tay thế nào phủ thứ xử đề phòng nghiêm ngặt muốn gặp người còn khó khăn không dễ xuống tay nếu dễ thì đã chẳng đợi đến hôm nay hoàng tạ nói vì bình thường không dễ xuống tay nên đây mới là cơ hội nữ nhi sinh sản làm nương phái người đến thăm sức khỏe là chuyện hợp tình hợp lý cộng thêm thân phận của phủ lệnh lẽ nào nàng dám không gặp bên trên kêu phủ lệnh vì thời xuống à ta đến đây mang theo thứ tốt bí mật giấu trong đại nội đưa cho phủ lệnh triệu sâm quay đầu nhìn hoàng tạ hoàng tạ móc một thứ nhỏ cỡ ngón tay bao trong vải màu vàng khỏi ống tay áo đưa tới trước mặt triệu sâm, mở bao ra lộ thứ mảnh khảnh như nhân sâm, đỏ sẫm hơi đen. Triệu sâm ngắm một lúc, hỏi, thứ gì vậy? Hoàng tạ nhỏ giọng nói, thứ này tên là Hồng Hải Nhi, rất hiếm thấy, sinh trong đất đầm lầy độc trướng, gặp huyết tinh sẽ biến dị, thấy máu phong hầu. Người bình thường dính phải sẽ tổn thất huyết khí, nếu nữ nhân tới tháng dính thứ này sẽ sói mòn huyết khí đến chết, linh đan diệu dược không giải được. Đối với nữ nhân mới sinh sản chưa hết mùi máu, vốn đã mất huyết khí thì hiệu quả càng tốt. Phủ lệnh chỉ cần nghiền nó thành phấn, tìm cách làm nàng tiếp xúc là có thể ngồi chờ tin tức tốt. chương 814, giết 2 Hoàng tạ nói xong lại bao kín thứ đó, nhẹ nhàng đặt xuống tháp. Mặt triệu sâm không biểu tình nói. Dùng thứ đó trừ lớn rồi còn nhỏ thì sao? Hoàng tạ nhẹ nhàng nói. Cuống rốn mới đứt, cũng dính máu tanh, sơ sinh ăn sữa mẫu thân, lớn dính phải thì nhỏ làm sao tránh thoát được. Triệu sâm lặng im không nói hoàng tạ nhìn y chầm chầm, thật lâu sau triệu sâm chậm rãi nói vì bên trên bây giờ làm chuyện như vậy có thích hợp không hoàng tạ nói phủ lệnh ở bên ngoài tuần thị nên không biết một số tình huống thế cục đã thay đổi cơ hội thu phục kim châu đã tới có biến gì nước yến muốn ra tay với nam châu triệu sâm quay đầu nhìn hoàng tạ chờ nghe tiếp bên nước yến thương chiêu tông đã thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của thương kiến hùng không thể nhẫn nhịn sự tồn tại của thương chiêu tông dược nữa thương kiến hùng phái sứ bí mật diện kiến bệ hạ, hy vọng khi xuống tay với Nam Châu thì bệ hạ có thể kiềm chế Kim Châu. Giờ thiệu bình ba nhi tử của thiệu đang vân đầu vào nước tấn dẫn đến hai nước tề, vệ kiên kỵ, đều phái thêm người ngựa đến biên cảnh nước tấn phòng bị. Trong nước triệu nếu có biến cố gì thì tề, vệ không có sức can thiệp, còn phải đề phòng nước tấn thừa dịp làm loạn. Nước Hàn đang tranh chấp Bắc Châu với nước Yến, nước Yến muốn xuống tay với Nam Châu. Lúc này quanh nước triệu không có hoạn ngoài, mẫu tử trưởng công chúa gặp nạn thì rắn mất đầu, chọn người mới sẽ kích động trong Kim Châu, đại quân có thể thừa dịp đánh vào, cơ hội cực tốt một hơi giải quyết bệnh trầm kha cho Kim Châu. Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở, triệu sâm chậm rãi gật đầu, xoa tờ giấy thành phấn. Thì ra là vậy, triệu sâm khẽ thở dài, kéo một sợi dây động cả cánh rừng, hoàng tạ gật gù hùa theo. Đúng là vậy, một lát sau hoàng tạ ra chạm dịch, lại leo lên chim bay đi. Hoàng tạ truyền mật chỉ xong phải về kinh phục mệnh ngay, để bên kinh thành sớm chuẩn bị. Triệu sâm nhanh chóng rửa mặt xúc miệng chuẩn bị, y biết việc đến tình trạng này muốn không làm cũng không được. Khi trời đã sáng một đoàn người ngựa lao ra trạm dịch, gót sắt rầm dập chạy đến Kim Châu. Trong một tòa thôn trang cách thành Kim Châu mấy chục dặm, trong một đình viện nhà nông. Sau khi gà gáy báo trời sáng, phía ngoài sân ngẫu nhiên vang tiếng chó sủa, các gia đình dâng lên từng đợt khói bếp. Trời đã sáng, như hữu đạo đẩy cửa ra sân phương chiết phụ trách việc liên lạc giữa kim châu và nam châu cũng ra theo nghiêu hữu đạo nói chuyện cả đêm với phương chiết hỏi cụ thể tình hình bên kim châu khi chưa hiểu rõ về kim châu trong lòng chưa đoán được gì thì nghiêu hữu đạo sẽ không lỗ mãng vào thành nghiêu hữu đạo phất tay nói được rồi người đi về trước phương chiết chắp tay từ biệt sau khi phương chiết đi quản phương nghi lại gần nói trong nhà gửi tin nói đã thành công nhốt người trong chỗ bí mật rồi cái gọi là chỗ bí mật là sơn thôn mà đám người mông sơn minh từng ẩn náu. Nghiêu hữu đạo gật đầu, đã nghe xong, suy nghĩ bay xa. Nghiêu hữu đạo hỏi, bà nói xem thiệu bình ba có lợi hại không? Người ở Bắc Châu, tin tức không nhạy nhưng vẫn đoán ra chiều thắng hoài ở vạn thú môn bị ta khống chế. Sau này Nghiêu hữu đạo mới được bên Đại Thiền Sơn cho biết, không phải Đại Thiền Sơn chủ động nói, chuyện này không có chứng cứ lại dính dáng đến cao tầng vạn thú môn, Đại Thiền Sơn sẽ không nói lung tung. Như Hữu đạo ở Bắc Châu hỏi kỹ sau khi tình hình trước và sau khi Thiệu Bình Ba thoát thân suy đoán ra y đi đâu, vô tình biết được. Khi ấy Như Hữu đạo bị kinh diễm, càng quyết tâm truy sát y, bất đắc dĩ Thiệu Bình Ba vẫn chạy thoát được. Quản Phương Nghi không hiểu tại sao Như Hữu đạo lôi chuyện này ra nói, bà hỏi: "Ý ngươi là Thiệu Bình Ba sẽ tham gia vào?" Như Hữu đạo nói: "Chuyện không chứng cứ nếu hắn muốn tham gia cũng phải châm trước kỹ, giờ hắn chủ yếu tập trung tinh lực không rảnh quan tâm ta, trước không nói hắn có can thiệp vào không chỉ sợ triều thắng hoài nóng này có lẽ bất chấp tất cả tìm ta thông báo trong nhà nếu triều thắng hoài tìm đến thì đưa hắn đến chỗ ta quản phương nghi khẽ ừ còn một chuyện nữa tống thư chưa bị áp đảo đến kinh thành đã được triều đình thả nghe bên vương ra đưa tin thì mới đưa người ra nam châu giao cho người định châu không lâu định châu đã thả người trong tin tức nói án diệt môn tống ra chưa tra rõ không có triều đình ý bảo thì thứ sử tiết khiếu định châu không dám làm như vậy thám tử bên vương ra chú ý thấy tiết khiếu ngang nhiên phái người hộ tống tống thư đi kinh thành nghiêu hữu đạo cười cười không thèm che giấu sao xem ra triều đình sốt ruột muốn trở mặt với nam châu không thèm nể mặt liên lạc với bên hiểu nguyệt các hãy chặn người giữa đường làm thịt luôn người của tiết khiếu ném trả đầu người cho tiết khiếu quản phương nghi nhíu mày hỏi làm thịt thì cứ làm có cần rắc rối vậy không nghiêu hữu đạo nói khi trở mặt thì định châu sẽ dẫn đầu tiến công nam châu nhắc nhở và chấn nhiếp tiết khiếu một chút không có gì không tốt. Triều đình muốn tát mặt ta thì ta phải bày ra sự cứng rắn, bọn họ muốn thả người là thả được sao? Quản phương nghi hỏi, bên người triệu tập người của Hiểu Nguyệt Các, bên kia lại kêu Hiểu Nguyệt Các đi cướp người, người xem Hiểu Nguyệt Các là cái gì? Người ta chịu nghe theo người sao? Không phải có thể chịu nghe theo ta không mà bọn họ muốn buộc chết ta? Bà yên tâm, Hiểu Nguyệt Các sẽ cố gắng, họ ước gì bắt được nhiều điểm yếu của ta? ngươi có suy nghĩ đến hậu quả khi bị người bắt giữ điểm yếu không hồng nương thực lực của chúng ta quá yếu sắp đối mặt thế cục không cho phép chúng ta lo được lo mất ta cũng không muốn bị người uy hiếp nhưng nếu không làm ra chút hy sinh không chịu thiệt đôi chút thì sẽ ăn bồ hòn càng lớn không nói chuyện này nữa khi nào người của hiểu nguyệt các đến nơi sắp rồi khi nào đến sẽ đưa tin cho chúng ta ngươi triệu tập người của hiểu nguyệt các đến bên này làm gì sợ hãi như nguyệt tìm ngươi tính sổ à Hải Như Nguyệt sẽ không tính sổ với ta, nhưng ta dám lộ mặt ở đây sẽ có người nhớ đến ta, làm thử một chút để sau này sắp xếp. Nghe Phương Chiết nói thì không ngoài dự đoán sứ thần các nước đang trên đường đến Kim Châu chúc mừng. Chúng ta không thể ngồi chờ triều đình ra tay rồi bị động ứng đối, nên lấy công làm thủ. Lấy công làm thủ, Nghiêu Hữu Đạo không trả lời, nhìn cách ăn mặc nông phụ của quản Phương Nghi, cười nói. Mặc kiểu này đẹp đấy, nhưng da thịt hơi trắng, không giống. Nghiêu Hữu Đạo cũng không tốt hơn gì, mặc như nông phu bình thường, hai người dịch dung giả làm phu thê đến tìm họ hàng, nếu họ không ăn mặc kiểu này thì quá bắt mắt trong thôn. Quản phương nghi xì một tiếng, dẹp đi, trong phủ thứ sử Kim Châu, triệu sâm mặc đồ hoạn quan long trọng khoác áo choàng đứng trong đình viện, vài tên tùy tùng đứng phía sau. Đối diện là một hàng đệ tử vạn động thiên phủ cảnh giác. Lê Vô Hoa bước ra từ hậu viện, đứng không xa nhìn tình hình bên này rồi chậm rãi tới gần. Lê Vô Hoa chắp tay nói, triệu công công đến, không từ xa tiếp đón. Triệu Sâm lạnh nhạt nói: Ta phụng mệnh Thái hậu thăm trưởng công chúa, các người đãi khách như vậy sao? Là không để Thái hậu vào mắt hay muốn tạo phản? Lê Vô Hoa xua tay cười, lắc đầu xin lỗi. Triệu Công Công nói quá lời, không phải không cho Triệu Công Công gặp công chúa mà vì sau khi sinh công chúa sức yếu, không chịu nổi gió lạnh, Đại Phu đã dặn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không cho công chúa gặp khách. Ta nghĩ Thái hậu cũng sẽ vì lo cho nữ nhi mà nghe theo Đại Phu dặn. Triệu Công Công nói có đúng không? Lời này tất nhiên là tìm cớ, khi chưa biết sâu cạn người của đối phương thì Lê Vô Hoa không dám để bọn họ đi gặp Hải Như Nguyệt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện Hải vô cực không yên lòng bên này chẳng phải bí mật gì. Hải Như Nguyệt đã thành thê tử của ông, còn sinh nhi tử cho ông, sao Lê Vô Hoa có thể không cẩn thận bảo vệ. chương 815, về già có con, triệu xâm im lặng, bên trên kêu y đến vì thân phận của y có sức nặng, ai ngờ không thể gặp mặt Hải Như Nguyệt. Nhưng triệu sâm không miễn cưỡng vì biết nài áp cũng vô ích, càng bắt buộc người ta càng nghi ngờ có ý xấu, càng không cho y gặp, không chừng làm hỏng chuyện. Triệu sâm nói, tuổi như trưởng công chúa mà còn sinh sản nên ta muốn biết tình hình thân thể của công chúa thế nào, để trở về phục mệnh cho Thái hậu. Lê Vô Hoa cười nói, tuổi sinh sản hơi lớn nhưng may mà thể chất của trưởng công chúa không kém, vạn động thiên phủ chúng ta cũng không vô dụng, dốc lòng điều dưỡng khiến thân thể của công chúa rất tốt nhờ triệu công công chuyển lời đến thái hậu mọi chuyện ở đây đều ổn xin đừng lo triệu sâm giơ tay qua vai ngoắc hai người đứng hai bên sau lưng y tiến lên dâng hai cái hộp triệu sâm nói đây là quà thái hậu dặn mang cho trưởng công chúa làm phiền đưa cho trưởng công chúa lê vô hoa gật đầu nói được thôi lê vô hoa ngoắc tay có người tiến lên nhận hai cái hộp làm nữ nhi không có lý do gì không nhận quà mẫu thân tặng cho nhưng nhận là một nhẽ dùng thế nào là tùy bên lê vô hoa nhận qua rồi lê vô hoa không rụt rè nữa hỏi thẳng nghe nói triệu công công đang thay bệ hạ tuần thị bốn phương chắc rất bận rộn không biết khi nào sẽ rời kim châu câu này có hơi hướng đuổi ngay lê vô hoa thật sự ước gì đối phương đi sớm triệu sâm bình tĩnh nói thái hậu có lệnh lão nhân ra ở kinh thành không tiện ra ngoài không thể tự mình đến tiệc trăng tròn của ngoại tôn mệnh ta chúc mừng thay đợi uống rượu tiệc trăng tròn của ngoại tôn thái hậu rồi ta mới có thể đi lê vô hoa thầm bực đối phương tỏ rõ chưa gặp Hải Như Nguyệt thì không chịu đi. Hôm đãi tiệc trăng tròn Hải Như Nguyệt phải mang theo trẻ sơ sinh ra gặp khách, dù không cho người ta gặp thì người ta đại biểu Thái Hậu uống rượu mừng là hợp tình hợp lý, không thể từ chối yêu cầu chính đáng này, giờ muốn đổi triệu xâm cũng khó. Lê Vô Hoa cười nói, người đâu, đưa triệu công công đi lưu phương quán, sắp xếp cho tốt. Có người đi lên ngay, vươn tay mời, mời, triệu xâm nhìn Lê Vô Hoa chầm chầm, chậm rãi nói. Người dù gì là nữ tế của Thái Hậu, cưới trưởng công chúa mà đến nay chưa đi gặp Thái Hậu, về tình về lý có phải là không nói được. Câu này hơi khó xử người, Lê Vô Hoa cười lúng túng, muốn không xấu hổ cũng khó. Lê Vô Hoa lớn tuổi còn hơn Thái Hậu thương ấu lan, giờ có mẫu thân nhỏ tuổi hơn mình, nhưng không thể trách ai, chỉ trách mình không quản lý nghiêm thứ nhét trong đúng quần. Lê Vô Hoa cười gượng, bận nhiều việc, chờ có thời gian rảnh nhất định đi kinh thành bái kiến. Nói ngoài miệng là vậy, đánh chết triệu sâm cũng không dám đi kinh thành, sợ có đi không về, sợ bị người ta giữ lại kinh thành thay hải như Nguyệt Hiếu Thảo với Thái Hậu, vạn động thiên phủ cũng khó cứu ông ra. Triệu sâm không nói nhiều, phất áo choàng xoay người dẫn mấy tùy tùng đi. Có người bên hải như Nguyệt bước nhanh đi phía trước dẫn đường. Lê Vô Hoa nhìn theo người đi, thầm thở phào. Triệu sâm đến tạo áp lực lớn cho ông. Lê Vô Hoa gọi đệ tử lại dặn xác minh rõ thân phận tất cả người đi theo triệu sâm, phòng ngừa cao thủ đặc biệt nào ẩn núp. Lê Vô Hoa ra hiệu cho đệ tử ôm hộp quà phải kiểm tra kỹ đồ trong hộp trọng địa hậu viện trong một căn phòng đóng kín cửa sổ hải như nguyệt xóa tóc mặt không son phấn ngồi bên nôi có tu sĩ vạn động thiên phủ chăm sóc cộng thêm lê vô hoa không tiếc linh đan rượu dược sau khi hải như nguyệt sinh thân thể khỏe lại rất nhanh hải như nguyệt thẫn thờ nhìn trẻ sơ sinh ngủ say trong nôi nhớ nhi tử bị quỷ y mang đi không biết bây giờ ra sao mấy nha hoàn đứng quanh nôi chờ hầu cửa mở lê vô hoa đi vào trong tay ôm cái hộp nhẹ nhàng bước tới cạnh nôi ngắm trẻ sơ sinh ngủ say mặt lộ vẻ hiền lành bình thường hiếm thấy gió mưa trong giới tu hành chuyện tương lai khó ai nói rõ được lúc trẻ vì trèo lên cao lê vô hoa bất chấp bản thân không có tâm tình lôi kéo thêm gia đình không muốn vướng víu chờ khi ở trên cao thì lớn tuổi điều kiện không thích hợp nhìn thấu nhiều chuyện nên không muốn tạo gia đình lúc trước hải như nguyệt nổi tiếng gần xa lê vô hoa không thể nào cưới bà được lê vô hoa vừa muốn chơi vừa muốn giúp vạn động thiên phủ khống chế bên này chưa bao giờ nghĩ sẽ bên nhau với bà nhưng đứa nhỏ này xuất hiện chạm đến mảnh mềm mại trong lòng lê vô hoa vì hai mẫu tử lê vô hoa xem như bất chấp mặt già quỳ trước mặt sư huynh trưởng môn cầu xin mặc kệ thanh danh của hải như nguyệt quyết cưới bà mặt già mất hết trong vạn động thiên phủ làm trưởng lão mà ra chuyện như vậy mỗi khi nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi là lòng lê vô hoa hoang mang ông lớn tuổi lỡ như mất thì ai bảo vệ bình an cho hai mẫu tử quan niệm cố hữu của lê vô hoa hơi dao động từng nghĩ thừa dịp lời nói của mình còn nặng ký trong vạn động thiên phủ cố gắng bảo vệ hai mẫu tử khiến họ rút ra khỏi hút mắt ích lợi này không có quyền thế thì đã sao được sống yên ổn qua cả đời tốt hơn bất cứ điều gì nhưng lê vô hoa biết đã cuốn vào vòng xoáy thì không còn đường lui đầu tiên là vạn động thiên phủ sẽ không đồng ý vạn động thiên phủ cho lê vô hoa cưới hải như nguyệt vì khống chế kim châu tốt hơn lúc trước đã bàn bạc cả rồi giờ ông muốn đổi ý gia đình sống hạnh phúc đùa lê vô hoa đã không có đường lui từ khi có đứa nhỏ ông mới cảm nhận được người ta nói về già có con là tâm tình thế nào. Một loại người trẻ tuổi cảm thấy thanh xuân còn dài không hiểu quý trọng, một loại khủng hoảng chưa biết luôn ám ảnh như bóng với hình, nỗi lo lắng về tương lai. Vốn có thể tự khống chế bản thân có sống khỏe hay không, giờ có vướng víu, mà còn không thể bỏ qua, có người khiến mình lo lắng nhớ nhung. Lê Vô Hoa nhìn sang hải như nguyệt thẫn thờ, ông đã đến gần mà bà không nhận ra, bèn hỏi. Đang nghĩ cái gì? Cách Lê Vô Hoa nói chuyện với Hải Như Nguyệt đã thay đổi, ban đầu trong giọng nói tràn ngập uy áp, hoặc trêu cợt, nghiền ngẫm. Uy áp là khi nói chuyện công việc, trêu cợt và nghiền ngẫm là khi ngắm phong tình, nhan sắc của nữ nhân này. Giờ bất giác không còn cảm giác kia, Hải Như Nguyệt có quyến rũ động lòng người cỡ nào cũng khó làm Lê Vô Hoa sốt ruột muốn chiếm hữu, dục vọng thưởng thức. Lê Vô Hoa nói chuyện trở nên bình thản, không còn mơ ước, đùa bớn, chiếm hữu nữa, đổi thành kiểu giao lưu với người nhà mà không phải với người ngoài hải như nguyệt tỉnh táo lại đứng dậy hỏi triệu công công đã đi rồi lê vô hoa gật đầu nói đi rồi hải như nguyệt nhìn cái hộp trên tay lê vô hoa hỏi đây là cái gì lê vô hoa vừa nói vừa mở nắp hộp triệu sâm đưa quà thay thái hậu một hộp là thuốc bổ còn hộp này thì ta xem không hiểu hai cái hộp đều bị kiểm tra kỹ không phát hiện vấn đề gì hộp đựng thuốc bổ tạm thời ném một bên không dám tùy tiện cho hải như nguyệt dùng đồ bên kinh thành trong hộp được mở ra có quả cầu thủy tinh có hổ phách bên trong chứa côn trùng, có búp bê gỗ nhỏ xinh, có chuông gió tinh trí, mấy đồ chơi rực rỡ muôn màu. Lê Vô Hoa hơi khó hiểu, không lẽ cho con nít chơi, nhưng hài tử nhỏ như vậy không hiểu chơi mấy cái này đi. Hải Như Nguyệt nhìn thứ trong hộp, mắt đăm đăm, vành mắt đỏ hoe. Hải Như Nguyệt thò tay vào hộp, đầu ngón tay vuốt ve từng món đồ, thì thào. Không phải cho hài tử chơi, đây là đồ ta chơi lúc nhỏ. Lê Vô Hoa không nói nên lời. Hải Như Nguyệt lấy ra cái khăn tay mở ra xem, trên khăn thêu hoa cỏ siêu vẹo, trên hoa cỏ có hai con bướm hình dạng xấu xí. Thấy thứ này lệ trào ra mi mắt, Hải Như Nguyệt che miệng, liếc qua trẻ sơ sinh như sợ đánh thức đứa bé đang ngủ. Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi, sao vậy? Hải Như Nguyệt nức nở nói, đây là thứ khi nhỏ lần đầu tiên ta học theo thùa, nương. chương 816, dị biến, thì ra là xúc cảnh sinh tình, Lê Vô Hoa tỏ vẻ hiểu, khẽ thở dài không lẽ muốn dùng tình cảm động lòng người, dùng những thứ này dụ dỗ nàng trở lại kinh thành. Mắt hải như nguyệt ướt lệ lắc đầu, biểu tình không chịu nổi. Ta đã không phải tiểu anh đầu ngày xưa, Hoàng Huynh cũng không phải thiếu niên năm đó, mẫu hậu không quản được hắn, không quản nổi ta, còn về được sao? Không trở về được, hiểu rõ đạo đó thì tốt. Lê Vô Hoa vuốt lưng hải như nguyệt an ủi, đã là ký ức lúc nhỏ vậy nàng giữ lại bên người đi. Cái hộp vào tay hải như nguyệt, bà ngồi ôm hộp lấy ra từng món đặt trên bàn, mỗi món đồ là ký ức của bà ngắm một món lại lau nước mắt một lần bên trong có kiệt tác lần đầu tiên của hải như nguyệt còn có tranh lần đầu tiên bà vẽ tờ giấy đã úa vàng gấp ngay ngắn đặt trong hộp nhìn hình vẽ xấu xí làm hải như nguyệt nín khóc bật cười bây giờ nhìn lại khó thể tưởng tượng đây là thứ mình vẽ nhưng nhìn thoáng qua là nhận ra ngay tác phẩm của mình lê vô hoa đứng ở cửa quay đầu nhìn hải như nguyệt sau đó cất bước đi hôm sau thân thể hải như nguyệt khác lạ bắt đầu phát sốt thỉnh thoảng ho khan không biết có phải vì Hải Như Nguyệt nhìn thấy đồ lúc nhỏ nên xúc cảnh thương tình không, Lê Vô Hoa mặc kệ, lập tức cầm hộp và đổ bên trong đi cách ly với bên này. Càng làm Lê Vô Hoa khủng hoảng là trẻ sơ sinh cũng bắt đầu phát sốt khóc không ngừng, ông làm tu sĩ không ngừng dùng linh đan rượu dược, thì pháp cứu chữa cho hai mẫu tử. Nhiệt độ thân thể hai mẫu tử giảm xuống, ngừng ho, nhưng không lâu sau tái phát, không ngừng cứu chữa, lặp đi lặp lại. Dù là thi pháp hay cho uống thuốc đều không có hiệu quả chỉ tận gốc, huyết khí của hai mẫu tử ít dần. Người lớn còn đỡ, bản thân có năng lực kiểm soát. Trẻ nhỏ không biết mấy cái đó, cứ liên tục khóc thì không chịu nổi, bất đắc dĩ đành điểm huyệt cho hôn mê mới ngừng khóc. Lê Vô Hoa luống cuống khẩn cấp truyền tin cầu cứu tông môn. Các nước cử sứ đến chúc mừng nhưng không thể gặp Hải Như Nguyệt, bị Lê Vô Hoa tìm đủ lý do ngăn cản. Hai con ngựa vào thành, nhiều hữu đạo, quản phương nghi ung dung đi tới không thèm giấu giếm, mặt thật vào thành. Sau khi hai người vào thành chạm mặt với Phương Chiết đến nghênh tiếp, ba người cùng đi phủ thứ sử. Ngô Lão Nhị đã vào thành trước một bước, âm thầm đến chỗ liên lạc của Nam Châu tại đây. Đến nơi ba người đứng chờ trước cửa phủ thứ sử, gác cổng đi vào thông báo không lâu sau có người đi ra hướng dẫn ba người vào. Chu Thuận ra cửa nghênh tiếp, vị quản gia này trông già nuôi nhiều, sắc mặt tiều tùy. Nhiều hữu đạo Thuận miệng hỏi, Chu quản gia nghỉ ngơi không tốt sao? Chu Thuận cười cười không nói nhiều, vươn tay mời ba người đi theo mình vào sâu trong phủ đệ Nưu Hữu đạo dần phát hiện kỳ kỳ, người hầu qua lại thấy chu thuận nhưng không ai hành lễ. Nưu Hữu đạo mơ hồ nhìn ra vị quản gia này đã mất thế trong phủ thứ sử. Chu thuận không cách nào tố khổ với người ngoài trong Kim Châu này. Tử đệ thật sự của Tiêu gia đã yếu thế quá lâu trong Kim Châu. Khi Tiêu Biệt Sơn còn sống thì người suy yếu là Hải Như Nguyệt gia mặt chủ sự. Sau khi Tiêu Biệt Sơn qua đời, Tiêu Thiên trấn nhỏ tuổi người yếu, vẫn là Hải Như Nguyệt quyết định mọi việc. Ở Kim Châu luôn là hải như nguyệt đại biểu tiêu gia lên tiếng, trước sau chấp trưởng Kim Châu gần 20 năm. Người cố chung với tiêu gia hầu như bị thay đổi hết, khi không xảy ra chuyện thì không có cảm giác gì, đụng chuyện rồi Chu Thuận mới hiểu được thế lực trung thành tiêu gia đã thay đổi trước thủ đoạn mềm dẻo của hải như nguyệt. Tiêu gia là hải như nguyệt, hải như nguyệt là tiêu gia, tiêu gia không còn nhưng có hải như nguyệt ở thì chẳng thay đổi gì. Một cuộc biến cố không giấy lên gợn sóng trong Kim Châu, hải như nguyệt dễ dàng thay đổi thân phận tiêu gia đã là quá khứ trong Kim Châu, chuyện đã làm thì vạn động thiên phủ không hy vọng tiêu gia còn có sức ảnh hưởng gì, không muốn trong Kim Châu gợi lên rắc rối phân tranh gì nữa. Tiêu gia dù gì còn có nhi tử ở chỗ quỷ y. Chu Thuận làm cựu thần tiêu gia, Lê Vô Hoa vốn muốn đuổi đi nhưng hải như nguyệt nghĩ tình ông cực khổ vất vả mấy năm nay nên giữ lại. Tuy được giữ lại mỗi tội không còn quyền lực, bị mất quyền lực, hiện giờ quản gia phủ thứ sử là một đồ đệ của Lê Vô Hoa. Trong đình viện gặp Lê Vô Hoa làm nghiêu hữu đạo hơi bất ngờ, tu sĩ này cũng mặt tiểu tụy. Nghiêu hữu đạo chưa kịp khách sáo cái gì Lê Vô Hoa đã chừng mắt hỏi. Ngươi đến làm chi, Lê Vô Hoa không muốn khách khí với vị khách này, đâu dễ quên chuyện hắn bắt tiêu thiên Trấn bước ép vạn động thiên phủ. Như hữu đạo cười nói, Lê trưởng lão đại hôn, không thể tiến đến chúc mừng xin thứ lỗi. Được biết trưởng lão được một quý tử nên đặc biệt đến chúc mừng. Lúc Lê Vô Hoa kết hôn với Hải Như Nguyệt ngay thời điểm sau đại chiến trong Nam Châu, Như hữu đạo đang lánh mặt không muốn bị thiên ngọc môn tìm được, bởi vậy không tới. Lê Vô Hoa vung tay áo, không cần ngươi đến chúc mừng, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Liên tục nói chuyện hàn học, hơi bị vuốt mặt mà không nể mũi, như hữu đạo nhướng mày trầm giọng nói. Lê trưởng lão, nghe ý trưởng lão thì không lẽ muốn đại biểu vạn động thiên phủ chấm dứt kết minh giữa Kim Châu và Nam Châu. Nếu đúng vậy thì ta đi, nhưng ta cảnh cáo trước, ta bước ra khỏi cửa thì vạn động thiên phủ đừng hối hận. Lê Vô Hoa đang bực mình còn bị người uy hiếp ngay mặt, rất muốn hét to kêu đối phương biến đi. Nhưng Lê Vô Hoa chưa nóng nảy mụ đầu, biết rõ Nam Châu bây giờ khác xưa, Thiên Ngọc Môn còn bị vị này đá khỏi Nam Châu, vị này có sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam Châu, ông không có quyền lợi đại biểu Kim Châu ngừng kết minh nhưng người ta thì có tư cách đại biểu Nam Châu. Lê Vô Hoa không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy, không thì đã chẳng để bước vào cửa. Đồ đệ của Lê Vô Hoa, Quách Hoàn Kim đang thay thế xử lý, nhận sự vật từ tay Chu Thuật, vội ra mặt giảng hòa cho sư phụ mình bậc thang gần đây tâm tình của gia sư bị ảnh hưởng đôi chút như huynh đừng để bụng như hữu đạo không muốn trở mặt với bên lê vô hoa nên nhận bậc thang cười hỏi có mỹ quyến như hoa lại được quý tử đang lúc vui vẻ mà có chuyện gì khiến lê trưởng lão tâm tình tệ như vậy quách hoàn kim không biết có nên nói hay không trước mắt việc này còn đang giữ kín sợ tin tức lan ra làm biến động kim châu chợt bên trong loáng thoáng tiếng con nít khóc lê vô hoa vụt quay đầu vẻ mặt sầu lo ông biết lúc này là giờ cơm của đứa bé không thể không cho trẻ sơ sinh ăn gì cứ mê man suốt nhưng trẻ con tỉnh lại là khóc nghe tiếng khóc của nhi tử làm nỗi lòng lê vô hoa dối bời quách hoàn kim không kiềm được cau mày nghiêu hữu đạo nhạy bén nhận ra điều gì chậm rãi nói ta muốn gặp trưởng công chúa lê vô hoa quay đầu nói nàng vừa sinh sản không tiện gặp người có chuyện gì cứ nói với ta là được nghiêu hữu đạo nói lê trưởng lão ta không hy vọng xảy ra chuyện ảnh hưởng quan hệ minh hữu của hai bên dường như chỗ trưởng lão xảy ra chuyện gì ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp trưởng công chúa. Không ngăn được, càng ngăn cản nghiêu hữu đạo càng nhận ra hải như nguyệt có chuyện gì. Gì mà hậu sản không tiện gặp người đều là vớ vẩn, đã qua vài ngày sau khi sinh, nữ nhân gia đình bình thường có thể gặp người. Nghiêu hữu đạo không tin có một đám tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng thân thể ngược lại phục hồi chậm đến không thể gặp ai. Không ngăn cản được, nghiêu hữu đạo kiên quyết đòi gặp, hắn không tiếc trở mặt cũng phải biết sự thật. Lê Vô Hoa không còn cách nào đành mang nghiêu hữu đạo đi gặp vừa vào phòng Hải Như Nguyệt nghỉ ngơi trùng hợp một đệ tử của vạn động thiên phủ thi pháp điều dưỡng huyết khí cho Hải Như Nguyệt. Không chỉ một đệ tử hỗ trợ điều dưỡng, suốt ngày có vài đệ tử luân lưu thi pháp, bên đứa trẻ cũng giống vậy. Đến tình trạng này không rảnh lo gì mà nam nữ thủ thụ bất thân. Hai nha hoàn dìu Hải Như Nguyệt nằm xuống. Như Hữu Đạo thấy mặt Hải Như Nguyệt đôi mắt vô thần, mặt trắng bệch. Hải Như Nguyệt cũng thấy Như Hữu Đạo, bà kích động như gặp ma quỷ. Chương 817, tìm quỷ y 1. Hải Như Nguyệt phản ứng lại ngay, vừa kinh vừa giận, nhớ đến nhi tử bị bắt đi, bà mới sinh một nhi tử thì vị này lại đến. Hải Như Nguyệt như gà mái che chở gà con, phản xạ kinh kêu. Vô hoa, đừng để hắn đến gần nhi tử, đừng. Lê vô hoa lắc người tiến lên điểm vào người Hải Như Nguyệt làm bà ngất đi, tình trạng thân thể của bà không thể có cảm xúc quá kích động. Lê vô hoa thuận tay kéo chăn đắp cho Hải Như Nguyệt. Như Hữu đạo đến gần tháp nhìn kỹ sắc mặt Hải Như Nguyệt rõ ràng bị bệnh không nhẹ, hắn hỏi. Vì sao vậy? Lê Vô Hoa giơ tay ra hiệu. Ra ngoài nói chuyện, hai người ra khỏi phòng đi dọc theo mái nhà cong đến một bên mới ngừng lại. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, bệnh trạng này chắc không phải vì hậu sản. Nghiêu Hữu Đạo biết rõ bệnh hậu sản bình thường không làm khó được đám tu sĩ vạn động thiên phủ. Cơ mặt Lê Vô Hoa cứng nhắc, chắc bị trúng độc. Nghiêu Hữu Đạo nheo mắt nhìn quanh, trúng độc, nơi này đề phòng nghiêm ngặt. Tu sĩ cao đến đầu muốn xâm nhập mà không bị phát hiện thì không thể nào, sao có thể bị người hạ độc lê vô hoa nghiến răng mắt tóe lửa là triệu sâm làm nghiêu hữu đạo khó hiểu hỏi dò triệu sâm trung sa phủ lệnh trong đại hội nước triệu triệu sâm có vài người chưa gặp mặt nhưng đến độ cao như nghiêu hữu đạo ít nhiều nghe miêu tả một số nhân vật quan trọng của các nước lê vô hoa kể đại khái tình huống lúc đó trừ hắn ra còn mấy triệu sâm có thể vào đây tại ta là ta sơ sót bị hắn chọc được kẽ hở hại mẫu tử ban đầu lê vô hoa tưởng hải như nguyệt xúc cảnh thương tình về sau trẻ sơ sinh cũng xảy ra chuyện hai mẫu tử cùng có bệnh trạng khác lạ lúc trước vốn khỏe mạnh sau khi triệu sâm đến thì xảy ra vấn đề chẳng lẽ là trùng hợp cộng thêm mưu tính của triều đình bên lê vô hoa muốn không nghi ngờ triệu sâm cũng khó họ nghi ngờ triệu sâm động tay chân trong đồ vật đưa đến nhưng không điều tra ra cái gì còn về trẻ sơ sinh không tiếp xúc đến vật phẩm triệu sâm đưa tới thì bên lê vô hoa cho rằng lúc hải như nguyệt cho bú làm liên lụy đứa bé như hữu đạo vẫn khó hiểu theo như người nói không chỉ mình trưởng công chúa tiếp xúc những vật phẩm đó vậy tại sao người khác không có việc gì chỉ riêng hai mẫu tử bị lê vô hoa nói đây cũng là điểm khiến ta khó hiểu là then chốt bị người chọc được kẽ hở ta không biết chuyện thế nào nhưng sẽ không có sự trùng hợp như vậy chắc chắn triệu sâm dở trò gì đó ta không nghĩ ra triệu sâm còn ở lưu phương quán không chịu đi chắc chờ nghe tin tức biến cố bên này như hữu đạo im lặng một lúc rồi chậm rãi nói ngươi không có chứng cứ việc này dù tìm được chứng cứ thì người ta chết không thừa nhận. Đồ rời tay y, luôn nằm trong tay các ngươi, y có thể nói là bị người vu oan, người không làm gì được y. Lê vô hoa oán hận nói, đừng ép ta, ép quá là ta trực tiếp bắt y, buộc y giao thuốc giải ra. Như hữu đạo nói, vô dụng, chuyện này truyền ra không phải việc nhỏ, y đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là mình làm. Người ngẫm lại xem, người nào không biết sau lưng y là hải vô cực, nếu không có hải vô cực gật đầu thì sao y dám làm việc này nếu y thừa nhận đã làm không khác gì nói hải vô cực mưu sát muội muội của minh hải vô cực không gánh nổi tiếng xấu đó triệu sâm dám nhả ra thì chỉ có đường chết kim châu hay hải vô cực đều không tha cho y nên dù có thuốc giải thì y sẽ không giao ra lê vô hoa tức giận chỉ căn phòng sau lưng nếu hai mẫu tử xảy ra chuyện gì tưởng ta không dám giết y sao như hữu đạo vội khuyên đừng xung động thân phận của triệu sâm không tầm thường lỗ mãng giết chết không khác nào tạo phản nếu việc này là hải vô cực sai khiến nói lên hải vô cực muốn ra tay với kim châu người giết triệu sâm không giúp gì cho hai mẫu tử ngược lại cho hải vô cực cái cớ phát binh khi đó ba đại phái nước triệu khó nói được gì hơn nữa vạn động thiên phủ sẽ không đồng ý cho ngươi làm như vậy ngươi không gánh nổi hậu quả triệu sâm dám ở đây không đi vì chắc chắn ngươi không dám động y lê vô hoa bi thương căm hờn hỏi không lẽ bảo ta trơ mắt nhìn hai mẫu tử chết sao nhớ đến trẻ sơ sinh vừa mở to mắt là khóc ngơ ngoe không ngớt, mới sinh ra đã chịu tội làm lòng Lê Vô Hoa như bị dao cắt, khó chịu đến tận xương tủy. Giờ Lê Vô Hoa đã hiểu cái gì gọi là báo ứng, nghiệt mình tạo ra nhưng để người mình trân trọng trong tim gánh chịu. Như Hữu Đạo nói, chắc ngươi sẽ không ngồi yên ở đây mà không tìm cách nào đi. Lê Vô Hoa nói, đã thông báo với Tông Môn rồi, người của Tông Môn chắc rất nhanh sẽ tới. Như Hữu Đạo hỏi, tình trạng thân thể của hai mẫu tử bây giờ thế nào? vẻ mặt lê vô hoa khó chịu nói huyết khí sói mòn mãnh liệt lẽ ra không chống nổi vài ngày ta phái đệ tử trong môn cả ngày luân lưu thi pháp bổ khí điều dưỡng cho hai mẫu tử thêm linh đan bổ huyết khí xem tình huống trước mắt thì không chống chọi được quá lâu người lớn sợ là không chờ đến đứa trẻ đầy tháng còn nhỏ thì sợ là chỉ có thể kéo dài 10 ngày nói đến đây lê vô hoa nước mắt lưng tròng về già mới có muộn con lại gặp chuyện như vậy đặc biệt là vì ông lơ là bị người chọc được kẽ hở hỏi sao chịu nổi trong lòng Lê Vô Hoa rất tự trách, bất đắc dĩ trên đời không bán thuốc hối hận. Hai tay như hữu đạo chống kiếm cúi đầu suy tư, hắn không giỏi giải độc, huống chi là kỳ độc vạn động thiên phủ cũng không rõ manh mối. Như hữu đạo vụt ngẩng đầu quay sang nói với quản phương nghi, tay chỉ lên trời. Không Nương, bà hãy cẩn thận kiểm tra bệnh trạng của hai mẫu tử, tìm hiểu rõ rồi đưa tin cho bên kia, hỏi xem họ có cách gì không. Quản phương nghi nhẹ gật đầu, biết như hữu đạo ám chỉ hiểu nguyệt khác, bên kia làm việc ám sát, không thiếu công việc hạ độc, không chừng có cách giải quyết. Lê Vô Hoa chộp cánh tay như Hữu Đạo như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Người có cách, như Hữu Đạo an ủi, chỉ hướng Hồng Nương. Người đừng nôn nóng, không đến phút cuối chúng ta không thể bỏ cuộc, cùng nhau nghĩ cách xem sao. Kêu người của ngươi để bà ấy tự do làm, tìm hiểu rõ bệnh trạng của hai mẫu tử cũng tiện tìm người nghĩ cách. Lê Vô Hoa liên tục gật đầu. Tốt, Lê Vô Hoa tự mình mang Hồng Nương qua, bây giờ dù chỉ có một tia hy vọng thì ông không muốn buông tay. Nghiêu hữu đạo đứng dưới mái hiên biểu tình trầm trọng, cảm giác mưa gió sắp đến. Có một điều chắc chắn rằng hải vô cực nhiều năm không xuống tay với Kim Châu, giờ đột nhiên ra tay, nếu không nắm chắc hải vô cực sẽ không vọng động, chắc chắn bắt được cơ hội ra tay nên mới dứt khoát làm. Nghiêu hữu đạo suy tư thật lâu sau khẽ thịt hào, bước dây động cả cánh rừng. Nghiêu hữu đạo kêu phương chiết đi về trước ra ngoài đánh tiếng, tránh cho người bên ngoài nghĩ lầm hắn bị gì trong phủ thứ sử, kêu ngô lão nhị có mang theo kim xí liên lạc bên ngoài đến cho hắn. Nghiêu hữu đạo tạm thời không muốn rời khỏi đây, hắn đợi người của vạn động thiên phủ đến xem họ có cách gì không. Hắn cần ở lại đây nắm giữ tình huống hiện trường, vào phút then chốt không thể bị qua mắt. Đêm đó người của vạn động thiên phủ chạy tới, trưởng môn tư đồ diệu tự mình dẫn theo một đám người phong trần mệt mỏi đến. Không ngờ xảy ra chuyện lớn thế này, trưởng môn tư đồ không thể ngồi yên câu cá, không tự mình đến không được, mang theo sức mạnh chữa trị mạnh nhất của toàn vạn động thiên phủ. Tư đồ diệu và nghiêu hữu đạo lần đầu tiên gặp mặt, không kịp khắc khí nhiều lật đật đi xem tình hình bệnh trạng của hai mẫu tử. Nghiêu hiểu đạo có thể thông cảm, vạn động thiên phủ không ngốc, đã nhận ra nguy cơ đến gần, bọn họ rất sốt ruột không tâm tình khách sáo với hắn. Tư đồ rượu đi thăm hai mẫu tử xong, sai người giỏi chữa bệnh nhất trong môn tìm cách. chương 818, tìm quỷ y 2, tư đồ rượu ra khỏi phòng, gọi Lê Vô Hoa đi ra, quát mắng. Đồ khốn kiếp, không đề phòng được kỹ xảo của bọn cướp thì để ngươi chấn thủ nơi này làm ăn được gì. Lê vô hoa á khẩu, không muốn giải thích, thê nhi bị liên lụy, ngàn sai vạn lỗi đều là của ông. Tư đồ diệu chỉ vào mũi lê vô hoa mắng, toàn làm chuyện hoang đường, sai rồi lại sai nữa, nếu việc này không giàn xếp được thì ngươi lấy cái chết tạ tội đi. Lê vô hoa buồn bã cúi đồ, như hữu đạo lên tiếng, tư đồ trưởng môn, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, ngài cũng đã xem bệnh trạng rồi, có nắm chắc trị được không? Mặt tư đồ diệu lạnh băng không lên tiếng, như hữu đạo biết hy vọng không lớn, qua một lúc từ đồ rượu mở miệng nói, không lạc quan, như hữu đạo đề nghị, đồn rằng trên đời không có bệnh gì quỷ y không trị được, không có độc nào không giải được, tìm quỷ y xem. Từ đồ rượu xòe hai tay, lão đệ, nếu ta biết quỷ y ở đâu, biết làm sao tìm được quỷ y thì cần sốt ruột đứng đây sao? Người nói nhẹ nhàng nhưng hành tung của lão yêu quái kia luôn như trong sương mù, chúng ta biết đi đâu tìm. Người có thể tìm đến sao? Như hữu đạo nói, đúng là ta không biết đi đâu tìm nhưng dù sao phải nghĩ cách tìm thử chứ lê vô hoa vụt ngẩng đầu hỏi lão đệ đã liên lạc người nghĩ cách mà có tin trả lời chưa nghiêu hữu đạo đáp tạm thời chưa thấy trả lời phỏng chừng phải chờ đến ngày mai nhưng vang lên chỉ trông chờ một đầu cần bắt tay vào nhiều đường vạn động thiên phủ cố gắng cứu chữa ta cũng sẽ tìm người nghĩ cách cũng phải kiếm quỷ y tư đồ diệu hỏi ngược lại ta rất muốn tìm quỷ y nhưng đi đâu tìm nghiêu hữu đạo nói lập tức truyền tin cho các chỗ giao dịch tu sĩ lớn như vô biên các, công khai phát ra tin tức tìm quỷ y giải độc cho trưởng công chúa. Ai cung cấp chỗ của quỷ y sẽ được thưởng mạnh, quỷ y mang đi nhi tử của trưởng công chúa, giờ mẫu thân của nhi tử bị bệnh, quỷ y nghe tin sẽ tìm đến. Hiện giờ dù chỉ có một tia hy vọng cũng không được từ bỏ. Tư đồ rượu giật mình kêu lên, phát tin công khai, người bị điên sao, nếu tin này công khai Kim Châu sẽ sinh loạn, giữ kín bí mật còn không kịp sao có thể công khai ra. Ngươi đừng quên Kim Châu mà xong đời thì Nam Châu của ngươi sẽ gặp địch hai mặt. Như hữu đạo bác bỏ ngay, ngươi cảm thấy có thể giấu được tin tức sao? Nếu là triều đình làm thì mục đích xuống tay với trưởng công chúa là muốn cho Kim Châu sinh loạt, người giữ bí mật sẽ có người công khai thay ngươi, khi đó nhân vật quan trọng các nơi trong Kim Châu sẽ tìm trưởng công chúa để xác minh, ngươi cho gặp hay không. Triều đình ra tay với Kim Châu tất nhiên sẽ tập kết người ngựa, trong thời gian ngắn khó tập kết nhiều người ngựa, chẳng bằng chúng ta thừa dịp này công khai tin tức tìm quỷ y để triều đình chuẩn bị tốt rồi giải tin đồn làm loạn Kim Châu, về sau thừa dịp loạn một hơi sông vào không bằng tự mình công khai tin tức trước, bên trong có gì bất an cũng có thời gian cố gắng ổn định trước, tranh thủ đoàn kết nội bộ, cướp lấy hy vọng cứu chữa trưởng công chúa. Chúng ta không thể bị triều đình nắm mũi đi theo, phải làm dối tiết tấu ra tay của triều đình, như vậy mới làm cho triều đình không mỏ rõ sức mạnh bên ta, ít nhiều gì khiến bên ngoài kiêng rè. Tư đồ diệu im lặng, suy nghĩ lời nói của Ngưu Hữu Đạo. Lê Vô Hoa bị thuyết phục, nhìn trưởng môn sư huynh của mình muốn nói rồi lại thôi thấy sư huynh chậm chạp không biểu hiện ông ta rốt cuộc nhịn không được liền khẩn cầu hắn nói rất có lý xem như có thêm hy vọng cứu mẹ con bọn họ trưởng môn hãy làm theo lời hắn nói đi để cầu xin huynh đấy hai mắt từ đồ rượu nhướng lên giận dữ mắng hổ đồ trưởng môn xin huynh hãy nể mặt tình cảm sư huynh đệ ngươi còn nói người đâu tư đồ rượu giống lên một số người xông đến ông ta chỉ thẳng vào Lê vô hoa nói bắt xuống cho ta không có sự cho phép của ta không được thả y ra sư huynh Lê vô hoa giật mình không đợi nói thêm được câu nào ông ta đã bị chế trụ sau lưng bị hai người lôi xuống dưới Ngưu Hữu đạo đứng bên cạnh cao mày nhìn xem mặt Tư đồ rượu đen thui nhìn qua là do tức giận quá mức không phải ông ta phản đối ý kiến của Ngưu Hữu đạo mà là giận thái độ của Lê vô hoa ông ta trách Lê vô hoa hồ đồ xem tư tình lớn hơn lợi ích của tông môn, phát ngôn bừa bãi, nói hưu nói vượt. Lời nói có thể nói như vậy sao? Có mấy lời làm sao có thể nói ra được? Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói. Cho dù bọn họ muốn công khai tin tức, dù trêu đến Kim Châu sinh loạn, cũng phải vì lợi ích của vạn động thiên phủ, chứ không phải vì cứu vợ con của ngươi, cũng không phải vì quan hệ sư huynh đệ giữa ngươi và ta mà đưa ra quyết định như thế. Một khi sự việc hỏng bét, có phải trưởng môn như ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đưa ra quyết định nghiêng về tình riêng hay không bởi vì tư tình mà vứt bỏ kim châu trách nhiệm lớn như vậy trưởng môn như ông sao có thể gánh nổi ngoại chưa tự nhận sai rồi thoái vị ông ta không còn lựa chọn nào khác ở đây không có chuyện vì tình riêng mà đưa ra quyết định nào cả bây giờ tất cả mọi quyết định đều phải suy nghĩ cho tông môn không trộn lẫn bất luận tình cảm riêng tư nào nói năng bậy bạ quả thật đầu óc bị nhúng nước rồi với trạng thái cảm xúc trước mắt của Lê Vô Hoa, ông ta không dám để sư đệ của mình bên ngoài. Một khi sư đệ không kềm chế được, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì, trước khống chế lại rồi nói sau. Đúng lúc này, một trưởng lão bước ra từ lều xem bệnh, bẩm báo, trưởng môn, tình huống không ổn. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy loại bệnh này, nên không biết chữa trị ở chỗ nào. Nếu chiếu theo tình huống, cho dù chúng ta toàn lực kéo dài, trưởng công chúa sợ là cũng không kiên trì nổi một tháng, nhiều nhất cũng chỉ được 10 ngày mười ngón tay đang cầm chuôi kiếm của nghiêu hữu đạo khẽ nhúc nhích kết quả này cũng chẳng khác gì hắn nghe được từ lê vô hoa tư đồ Diệu đã bình tĩnh lại ông ta đứng trên lập trường của nghiêu hữu đạo mà suy nghĩ xác nhận hắn không hại bọn họ nghiêu hữu đạo hẳn cũng không muốn nhìn thấy kim châu xảy ra chuyện nếu không sẽ gây bất lợi cho nam châu sau khi có phán đoán ông ta mới đưa ra quyết định cuối cùng ông ta quay sang nói với trưởng lão một bên như lão đệ nói có lý không thể để triều đình dắt mũi sỏ đi được, nhất định phải xáo trộn tiết tấu ra tay của triều đình, lấy lui làm tiến, công khai nội bộ bất ổn trước, để tranh thủ thời gian đoàn kết cho chúng ta. Người hãy đưa tin đến các chợ giao dịch lớn, chiếu theo những gì như hữu đạo nói mà xử lý, lập tức làm ngay, không được kéo dài. Thật sự có muốn kéo dài cũng không được, sức khỏe của Hải Như Nguyệt không thể trụ được quá lâu. Sau khi bọn họ truyền ra tin tức, không biết quỷ y có thể nghe được hay không. Cho dù nghe thấy, cũng không biết ông ta đang ở đâu, phải mất bao lâu mới có thể đến được đây. Ý định tề đầu tịnh tiến của Ngưu Hữu đạo chính là như thế, nhất định phải tranh thủ được thời gian. "Rõ, một trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Sự việc đã được sắp xếp xong xuôi, có thể tìm được Quỷ Y hay không cũng chỉ phó thác cho trời, nhưng tranh thủ được thì vẫn phải tranh thủ." Tư Đồ Diệu nghiêm mặt nói với Ngưu Hữu đạo, "Chúng ta đã liên minh với nhau. Kim Châu gặp nạn, chắc hẳn Nam Châu sẽ không ngồi yên đúng không?" Nghiêu Hữu đạo nói, không phải ta đã đến đây rồi sao? Tư đồ rượu lắc đầu, đại quân chém giết khắp núi khắp đồi, như dòng lũ cuồn cuộn, người có thể thiên băng địa liệt, bài sơn hải đảo sao? Đây không phải là việc mà người có thể ngăn cản được. Ý của ta là, Nam Châu có thể điều động bao nhiêu nhân mã giúp ta? Nghiêu Hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo, thình lình phát ra một câu, thương kiến hùng muốn động thủ với Nam Châu. Đám cao tầng của vạn động thiên phủ lập tức kinh ngạc. Đây không phải Nam Châu ốc không mang nổi mình ốc, không cách nào điều viện binh sao? Chương 819, đồng tâm hiệp lực. Phản ứng của Tư Đồ Diệu không chậm, lập tức ý thức được điều gì đó, nhau mắt lại, ý của ngươi là, Hải Vô Cực ra tay với Kim Châu, Thương Kiến Hùng ra tay với Nam Châu, hai bên đã dự mưu liên thủ. Ngưu Hữu đạo gật đầu, 89 phần 10 là như vậy. Ban đầu, ta chỉ cho rằng Thương Kiến Hùng muốn ra tay với Nam Châu. Ta đến đây, mục đích cũng để phòng ngừa vạn nhất, Thương Lương Nguyện binh một khi thế cục đạt đến tình trạng cứng đối cứng hy vọng các người có thể xuất động nhân mã viện trợ ai nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy nam châu và kim châu gặp phải phiền phức chắc chắn không phải diễn ra một cách đơn lẻ thời cơ đúng là trùng hợp thương kiến hùng và hải vô cực đã âm thầm liên kết với nhau mỗi người ép xuống một bên để chúng ta không cách nào liên thủ được đồng thời có thể giảm bớt phiền phức cho bọn họ lại có thể đạt được mục đích của mình tư đồ trưởng môn chúng ta đều là người trong giới tu hành không thể không thừa nhận khi chơi những thủ đoạn có bố cục lớn như thế này, phản ứng của chúng ta so với những người vẫn luôn đắm chìm trong những việc như vậy vẫn chậm hơn một chút. Sắc mặt tư đồ rượu trở nên ngưng trọng, hai nước đồng thời xuất thủ, chỉ sợ ta và ngươi gặp phiền phức rồi. Thực lực cách xa, nếu hai nước không cố kỵ, nhất định phải động đến bọn họ, căn bản không phải bọn họ có thể cản. Tư đồ trưởng môn, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi. Nghiêu Hữu đạo đưa tay mời, lúc này cũng không phải là lúc ra mồm, Tư đồ diệu nghe theo, cùng bước sang một bên, tiến vào một lương đình gần đó. Người của vạn động thiên phủ liếc mắt nhìn nhau. Sau khi bước vào lương đình, tư đồ diệu hỏi, người có chuyện gì mà cần tránh đồng môn của ta mới nói được. Không phải ta muốn tránh bọn họ, mà là quan hệ trọng đại, không muốn tiết lộ ra ngoài. Nơi này là địa bàn của ngài, có một số việc cần nhờ tư đồ trưởng môn hỗ trợ. Theo ta được biết, Yến Sử và Tống Sử đã đến đây. Ta hy vọng hai bên có thể phát sinh xung đột giọng nói của Ngưu Hữu Đạo chợt thấp xuống, thì thầm bên tai Tư Đồ Diệu. Tư Đồ Diệu không hiểu, người muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, Tư Đồ trưởng môn không nên hỏi nhiều, chỉ cần nhìn kết quả là được. Tư Đồ Diệu nói, người không nói rõ, ta làm sao có thể mơ hồ giúp người được? Ngưu Hữu Đạo nói, chỉ để bọn họ phát sinh xung đột mà thôi, châm ngòi xong liền thu tay lại, không để vạn động thiên phủ phí sức lực, cũng không vạn động thiên phủ gánh thêm phiền phức. Tư Đồ Diệu nói, nhưng ta muốn biết tường tận ta không thể nào u mê mà làm mấy chuyện như vậy. Như Hữu Đạo nói, sự việc có liên quan trọng đại với ta, ta không cách nào nói tường tận cho trưởng môn nghe được. Ta chỉ muốn nhắc nhở trưởng môn một câu, ta đã suy nghĩ về chuyện ở Kim Châu, nghe nói nước Tề và nước Vệ đang tăng binh ở biên cảnh nước Tấn, nước Hàn lại rằng co với nước Yến, cộng thêm nước Yến muốn động đến Nam Châu. Xung quanh nước Triệu không ai cản tay, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân Hải vô cực mới dám vọng động. Cho nên, Nam Châu không thể tránh được kiếp nạn lần này. Hải vô cực tất nhiên muốn xuất binh tiến đánh Kim Châu. Chỉ khi nào nguy cơ ở Nam Châu được giải quyết, Nam Châu mới có thể rảnh tay, điều động nhân mã đánh vào cảnh nội nước triệu, vì giải vây cho Kim Châu mà trợ một chút sức lực. Ánh mắt từ đồ rượu nhấp nháy, dường như đã có suy đoán, người muốn kéo nước tống vào tạo áp lực cho nước Yến. Như hiểu đạo vẽ tay vào hư không vị trí của bốn nước, bên trên là nước Hàn, bên dưới là Yến, bên trái là nước triệu, bên phải là nước tống. Bắc Châu và nước Hàn rằng co, thường kiến hùng không quan tâm, vẫn muốn ra tay với Nam Châu, có thể thấy được ông ta quyết tâm như thế nào. Cho nên, một khi tình huống có biến, chúng ta nhất định phải cho nước Tống một cái cớ không thể không xuất binh. Một khi nước Tống và nước Yến cãi vả, nếu nội bộ nước Yến muốn dụng binh với Nam Châu, nước Triệu muốn ra tay với Kim Châu, nước Hàn không bị nước Triệu cản tay, rằng co ở Bắc Châu có thể nói là đùa giả làm thật. Không nói nước Hàn có thể liên thủ nước Tống tiến đánh hay không, chỉ cần nhìn thấy nước hàn thừa dịp loạn công nước yến có được cái cớ đẹp như vậy nước tống còn không ra tay kiếm một chén canh sao nước yến và nước hàn đơn đấu với nhau còn có thể ngạnh kháng nhưng một khi hai nước hàn tống đồng thời công phạt nước yến sẽ lâm vào mối họa diệt quốc hậu quả nghiêm trọng như thế thương kiến hùng sẽ đảm đương không nổi không nói thương kiến hùng có dám tiến đánh nam châu hay không tam đại phái nước yến sẽ là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản chỉ cần thương kiến hùng không dám ra tay với nam châu Nam Châu có thể ung dung điều nhân mã đến Kim Châu để tiếp viện. Nhân mã Kim Châu vừa đến, có viện binh xuất kích, sĩ khí Kim Châu có thể ổn định được ngay. Đối mặt với hai châu liên thủ, Hải vô cực chỉ sợ cũng phải suy tính đến hậu quả của trận chiến này. Một khi bị chiến sự kéo lại, nước Hàn đang bị kẹp giữa nước Yến và nước Tống sẽ có khả năng bước ra, đánh vào nước Triệu để kiếm lời. Lúc này, mặc dù nước Triệu không bị cản tay, cũng không có nước khác trợ lực, Hải vô cực sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với Kim Châu, nguy cơ tất nhiên sẽ được hóa giải tư đồ diệu nghe xong hưng phấn không thôi nhịn không được mà ôm quyền khen ngợi tốt ông ta chắp tay sau lưng đi qua đi lại như vậy cho dù không gánh nổi mẹ con hải như nguyệt nhưng vẫn có khả năng bảo vệ được kim châu lại còn có thời gian thong dong chỉnh đốn lại kim châu cách đó không xa mọi người đều nhìn ra được nét mặt hưng phấn của trưởng môn tất cả đều nhìn nhau khó trách lão để có thể đá thiên ngọc môn khỏi nam châu Tư Đồ Diệu vỗ vai Ngưu Hữu Đạo, kế này rất hay. Chỉ là, biểu hiện hưng phấn đột nhiên mất đi, ông ta hoài nghi hỏi, chỉ châm ngòi một chút sẽ cho nước tống một cái cớ để xuất binh. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra, nói, vạn động thiên phủ khó giữ được bí mật nếu nhiều người biết. Việc này, quyết không được để lộ một chút phong thanh. Tư Đồ Trưởng Môn cần tìm người đáng tin cậy để làm việc. Để giữ bí mật, còn lại tự ta sẽ thao tác, không cần vạn động thiên phủ hao tâm tổn trí. Được lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau cùng nhau vượt qua kiếp nạn này tư đồ rượu nắm tay nghiêu hữu đạo vô cùng thân mật hai người lại tiếp tục thảo luận bên trong lương đình thật lâu lưu phương quán đêm tĩnh mịch không người sứ thần chi quốc tiến vào chào hỏi nhau cũng là chuyện bình thường yến sứ cao thiếu minh dẫn một đám người đến viện triệu sâm đang nghỉ lại thủ vệ tiến vào thông báo đám người cao thiếu minh chờ bên ngoài yến sứ trước đã bị giết sau khi hai nước yến triệu im lặng lại Cao Thiếu Minh liền tới nước triệu tiếp nhận trước sứ thần nước Yến. Người này cũng không xa lạ gì nước triệu, y vốn là người của tổ chức gián điệp tình báo nước Yến, đã từng lấy thân phận thương nhân toàn thiếu khang tiềm ẩn ở nước triệu nhiều năm. Năm đó, khi nước Yến truy sát Nhiêu Hữu Đạo, y đã từng cách không giao thủ với Nhiêu Hữu Đạo. Sau đó vì thất thủ, tổ chức gián điệp tình báo nước Yến gặp tổn thất rất lớn mà rút về nước Yến. Có thể đi sứ nước triệu, ít nhiều cũng có liên quan đến việc y quen thuộc tình huống ở đây. Đương nhiên, có thể tiếp nhận được chức vụ này, phụ thân của y đóng vai trò quan trọng hơn. Cha của y, Cao Kiến Thành chính là đại tư đồ nước Yến, chức vụ tương đương với phụ tá đại tư không đồng mạch, lại có được phạm vi quyền thế đặc biệt của riêng mình. Ông ta chẳng những có khả năng giúp đỡ con trai thoát khỏi trách nhiệm thất bại ở nước triệu, mà còn có thể rút y ra khỏi tổ chức gián điệp tình báo, chuyển sang làm sứ thần nước Yến tại nước triệu, năng lượng của ông ta ở triều đình nước Yến là có thể nghĩ. Quen thuộc với tình huống nước triệu chỉ là cái cớ để lấy ra dùng mà thôi chương 820, Hồng Hải Nhi, người đi cùng với Cao Thiếu Minh chính là quản gia Toàn Kiều đã tiềm ẩn với y ở nước triệu trước đây, bây giờ tên là Quách Bình, khôi phục lại tên thật, cũng xem như dính chút ánh sáng của Cao Thiếu Minh. Một thái giám rất nhanh từ trong nội viện bước ra, Cao Thiếu Minh chỉ dẫn một mình Quách Bình, những người còn lại chờ bên ngoài. Hai người ngồi ở chính sảnh đợi một lát, triệu sâm mới không nhanh không chậm bước vào. Hai bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, triệu sâm nói, cao sứ giả đến gặp ta lúc này, không biết có gì phân phó hay không. Cao Thiếu Minh đáp, phân phó thì không dám nhận, ta chỉ muốn hỏi một tiếng, phủ lệnh đã nhận được ý chỉ của hoàng đế nước Triệu hay chưa. Trong lòng Triệu Sâm hơi động, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, hỏi ý chỉ. Là ý chỉ gì, gã đã nói như vậy, mặc kệ đối phương có biết hay không, Cao Thiếu Minh cũng không hỏi nữa. Trên thực tế, y cũng vừa mới biết Thương Kiến Hùng và Hải Vô Cực bí mật đàm phán với nhau. Trước đó, Triều đình nước Yến cũng không nói với y cho đến khi y phát hiện nghiêu hữu đạo đến kim châu y lập tức gửi tin về yên kinh nhận được chỉ điểm và tiếp nhận ý chỉ của triều đình y mới biết việc này cao thiếu minh đổi đề tài nghiêu hữu đạo đến kim châu rồi triệu sâm đáp ta có nghe nói cao thiếu minh nói tiếp không dối gạt phủ lệnh ta vừa mới nhận được tin tức ở yên kinh lần này ta sẽ không để cho nghiêu hữu đạo còn sống rời khỏi kim châu chuyện năm đó huynh đệ thủ hạ tổn thất nặng nề còn y thì lại bình yên thoát thân không cách nào đối mặt với những người kia cho nên y vẫn luôn canh cánh chuyện thất bại mà quay về năm đó trong lòng không nghĩ đến lần này lại có cơ hội giao thủ với nghiêu hữu đạo lần nữa y vẫn muốn rửa sạch mối hận năm đó cơ hội đã đưa đến tay y không muốn bỏ qua triệu xâm hiểu suy nghĩ của bên yên kinh đối với yên kinh mà nói nghiêu hữu đạo ở nam châu chính là một sự vướng tay vướng chân bọn họ muốn ra tay với nam châu nhất định phải diệt trừ tai họa ngầm này nhưng gã vẫn không thể không nhắc nhở người muốn ra tay ở phủ thành này ta khuyên ngươi nên nghĩ lại cho kỹ vạn động thiên phủ ở đây không phải là lực lượng có thể khinh thường không dễ dàng đắc thủ như vậy đâu một khi bại lộ ngươi còn dám giết người ở kim châu nữa không cao thiếu minh nói ta đương nhiên sẽ không ra tay trong phủ thành rồi bên phía yên kinh đã điều động đội nhân thủ đầu tiên đến đây việc ra tay không cần làm phiền phủ lệnh hiện tại có rất nhiều tai mắt được bố trí trong bóng tối ở kim châu lực lượng của nước Yến ở đây lại yếu, người của ta cũng không tiện theo dõi ở đây. Nghe nói nhiều hữu đạo có phi cầm tòa kỵ, ta tin tưởng tai mắt của quan tinh đài quý quốc không kém. Cho nên, ta khẩn cầu phủ lệnh hỗ trợ cho ta, giúp ta tiếp cận nhiều hữu đạo, đừng để hắn chạy thoát. Quan tinh đài nước triệu cũng là một tổ chức gián điệp tình báo giống nước Yến. Trong một đình viện khác ở Lưu Phương Quán, một con kim xí sí từ màn đêm hạ xuống. Sau đó, phó sứ nước Tấn Lưu Đức Chính bước vào phòng ngủ. Trong phòng, Chính sứ Sở Tương Ngọc đang ngâm chân, phó sứ đi vào, cho hạ nhân lui ra, sau đó đưa tờ mật tín cho Sở Tương Ngọc, thấp giọng nói, bệ hạ nói rõ, nếu có cơ hội, bảo chúng ta có thể diệt trừ Ngưu Hữu Đạo bất cứ lúc nào. Sở Tương Ngọc hơi cau mày, không nghĩ đến sau khi truyền tin tức về nước tấn xong, lại nhận được một chỉ thị như vậy. Ông ta tiếp nhận tờ mật tín, xem qua xong liền than nhẹ, bệ hạ muốn ra mặt cho Thiệu Đại công tử. Xem ra, bệ hạ rất coi trọng Thiệu Bình Ba, đức chính huynh huynh cảm thấy việc này như thế nào? Phó sứ Lưu Đức Chính hơi suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ cũng đã nói, nếu có cơ hội, còn có chữ bất cứ khi nào, nếu chúng ta không tìm được cơ hội, theo ti trước thấy, việc này không cần miễn cưỡng, tránh làm trễ nãi chính sự của chúng ta. Đương nhiên, nếu đây là ý chỉ của bệ hạ, chúng ta vẫn phải cố hết sức tìm cơ hội. Sở tương ngọc gật đầu, Đức Chính huynh đúng là cao kiến. Việc này giao cho huynh đi xử lý. Cảnh nội Nam Châu, một con hắc ngọc điêu cứ quanh quẩn bên trong dãy núi. Triệu Thắng Hoài đang ngồi bên trên lấy ra hai tờ kim phiếu, giá trị 100 kim tệ, đưa cho hai đệ tử vạn thú môn, làm phiền hai vị sư huynh đưa tiến. Đây chỉ là chút tâm ý, mong hai vị sư huynh đừng chê. Ban đầu hai người từ chối, về sau thịnh tình không thể chối từ nên mới nhận. Một vị sư huynh lên tiếng dặn dò, một mình ở bên ngoài, đệ phải cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì, phải liên lạc với sư môn ngay khi làm xong, đệ nên về sớm một chút. Vâng, đệ nhớ rồi. Hai vị sư huynh, đệ xin phép cáo từ. Triệu Thắng Hoài chắp tay, đi đường cẩn thận, hai vị sư huynh chắp tay đáp lễ. Triệu Thắng Hoài quay người, lách mình bay vút đi, biến mất trong bóng đêm minh mông. Sau khi bay ra khỏi khu rừng, gã bay dọc ven đường, tìm được một dịch trạm, mua một con ngựa, sau đó nhanh chóng một đường đuổi theo. Gã muốn đến quận Thanh Sơn tìm như Hữu Đạo, vì thế không tiếc tìm cớ ra ngoài du lịch, ngồi phi cầm tòa kỵ của vạn thú môn ra ngoài làm việc. Chuyện bốn đồng môn của gã, như hiểu đạo không cho gã câu trả lời chính xác khiến gã ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi. Lần này xem như liều, ánh mặt trời rực rỡ cũng khó mà xua tan được sự lo lắng vô hình đang bao trùm phủ thứ sử Kim Châu. Như hiểu đạo ngược lại vẫn rất bình tĩnh, tĩnh tâm tu luyện trong phòng. Quản phương nghi gõ cửa bước vào, bà ta thấy hắn còn có thể an tâm tu luyện, trong lòng không khỏi bội phục tính cách của hắn đao chưa bao giờ gác được lên cổ người này từ trước đến nay hắn làm cái gì cũng đâu vào đấy nên làm cái gì thì làm cái đó bà ta đi theo nghiêu hữu đạo lâu như vậy mặc kệ là ở nhà hay ở bên ngoài bà ta phát hiện nghiêu hữu đạo chưa từng lơ là việc tu luyện hắn rõ ràng biết việc của mình không ít nhưng nhìn qua lại rất thảnh thơi có chuyện gì vậy nghiêu hữu đạo nhắm mắt hỏi một câu quản phương nghi nói bên kia truyền tin tức đến căn cứ theo triệu chứng và khả năng trúng độc đoán chừng là đã trúng độc hồng hải nhi Tây Du Ký, Ngưu Hữu Đạo mở mắt, sừng sốt một lát, sau một chút bối rối, hắn lấy lại tinh thần, hỏi, nếu đã biết là độc gì, có biện pháp cứu chữa không? Quản Phương Nhi lắc đầu, loại độc này không giống độc bình thường, là loại kỳ độc tự nhiên, có thể trồng và sinh trưởng ở những đầm lầy độc có điều kiện đặc biệt, giống như nhân sâm, toàn thân đỏ thấm. Trước khi có tâm linh, nó là vật đại bổ, không hề có độc tính. Sau khi có linh tính, thành tinh rồi, nó mới có độc có thể hóa thân thành một đứa bé phì nộn hồng hào chơi đùa ở đầm lầy. Người gặp không biết, không phòng bị mà đến gần, một khi bị nó cào trúng, chết là không thể nghi ngờ. Bởi vậy nó mới có tên là Hồng Hải Nhi, sau đó, có người căn cứ vào độc tính của nó, bắt đầu săn giết dùng làm độc vật. Đã từng có tiền lệ phi tử trong hoàng cung dùng nó để mưu hại đối thủ, tranh thủ tình cảm, bên ngoài ít có người dùng, rất khó tìm được. Độc vào huyết tinh gặp nhau mới có thể sinh ra hiệu quả kỳ độc, còn đối với người bình thường không có tác dụng gì, trừ phi đối phương bị thương. Phụ nữ thì hay có nguyệt sự, tạo cơ hội cho vật này phát huy tác dụng. Cho nên nó rất hay dùng để đối phó với phụ nữ. Thứ này rất hiếm thấy, bên kia cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy, vì thế cũng không còn cách nào. Không còn cách nào, như hữu đạo hừ lạnh, bọn họ đúng là quen với việc ám sát, nghe qua triệu chứng liền biết là thứ gì. Về sau nhớ đề phòng, bên đó chắc chắn có vật này. Quản phương nghi kinh ngạc, tại sao người biết? Như hiếu đạo nói, chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua, ngay cả thử cũng chưa thử, bên đó làm sao biết mình không còn cách nào. Theo ta nghĩ, bọn họ hoặc không muốn cứu, hoặc trên tay bọn họ đang có thứ này, biết mình đến cũng cứu không được. Lúc này, bọn họ không dám làm hư việc của ta, cho nên cái sau chiếm đa số. chương 821, Hồng Hải Nhi 2 Quản phương nghi bắt đầu suy nghĩ, như hiểu đạo cũng không dây dưa việc này, Đứng dậy cầm kiếm, bước ra ngoài trực tiếp đi tìm tư đồ rượu. Không hài nhi, tư đồ rượu nghe xong, hơi nhi hoặc, như hiểu đạo gật đầu có thể bị chúng loại độc này. Tư đồ trưởng môn ngẫm lại xem, có người nào có thể giải được nó hay không. Tư đồ rượu lập tức gọi đồng môn am hiểu việc chữa trị đến, hỏi mọi người có từng nghe qua vật này chưa, kết quả ai nấy đều lắc đầu, bảo chưa từng nghe qua, nên không biết chữa trị như thế nào. Thấy không giải quyết được gì, tư đồ rượu cho mọi người lui, chỉ lưu lại một mình như hữu đạo, thấp giọng nói, sợ bọn họ sẽ mau chóng rời đi, chúng ta đã có chuẩn bị. Hai ngày sau, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc chiêu đãi ở Lưu Phương Quán, đã phát thiếp mời rồi. Như hữu đạo nghe xong, lập tức hiểu được thâm ý bên trong, biết bọn họ chuẩn bị ra tay vào hai ngày sau, liền gật đầu, được. Trở về phòng mình không bao lâu, quản phương nghi một lần nữa đến thông báo, trong nhà truyền đến tin tức, nói triệu thắng hoài đến tìm như hữu đạo đang đi qua đi lại trong phòng liền ngừng lại bí mật đem người đến đây quản phương nghi nhắc nhở triệu thắng hoài nói gã đã để lại di trúc ở vạn thú môn một khi gã không quay về những gì mà ngươi làm đều sẽ bị bại lộ lại còn uy hiếp như hữu đạo cười ha hả trả lời lại bảo nhất định sẽ để cho gã toàn thân trở về cứ đem người đưa đến đây là được quản phương nghi nói còn có một việc ngươi hãy tự xem đi nói xong bà ta đưa một phong mật tín cho hắn Nghiêu hữu đạo cầm lấy xem qua, là tin tức Đại Thiền Sơn truyền đến, cam miêu thủy của triều đình nước Yến đã đích thân đến Đại Thiền Sơn, yêu cầu Đại Thiền Sơn phối hợp chỉnh đốn Nam Châu, uy bức lợi dụng Hoàng Liệt đã chính thức thông báo, không đồng ý cũng không từ chối, qua loa với cam miêu thủy rồi đuổi đi. Ông ta gửi tin đến chính là muốn nói cho Nghiêu hữu đạo biết, nước Yến thật sự muốn động thủ với Nam Châu, hỏi Nghiêu hữu đạo chuẩn bị ứng đối như thế nào. Quản phương nghi nhắc nhở, Đại Thiền Sơn đang quan sát. Tay nghiêu hữu đạo run lên, đốt tờ mật tín, nhìn chăm chằm ánh lửa, hờ hững nói chuyện thường tình của con người. Nếu chúng ta không đồng ý, Đại Thiền Sơn sẽ không ngồi yên chịu chết cùng, thay đổi hướng gió cũng chẳng có gì lạ. Người ta không đồng ý, cũng không phát sinh mâu thuẫn nội bộ cũng là tốt lắm rồi. Quản phương nghi nói, chúng ta trả lời hoàng liệt như thế nào? Không trả lời, không trả lời, nói một lần là đủ rồi, chẳng lẽ còn phải dỗ dành ông ta như đứa trẻ lên ba sao? Chỉ cần ta không chết hoàng liệt ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ quản phương nghi nhìn hắn một chút chực chực hai tiếng đột nhiên cảm nhận được bá khí phát ra ngoài phủ thứ sử định châu gương mặt thứ sử tiết khiếu đen thui trên mặt đất trước mặt ông ta là năm cái đầu người đã khô vết máu trong đó có một người là tống thư được ông phái người hộ tống đến kinh thành bốn người còn lại là bốn cao thủ hộ tống tống thư năm người đến kinh thành cơ thể không biết ở đâu đầu người lại quay về trước đó có một sa phu chạy xe đến cổng phủ thứ sử, kéo theo một cái dương, nói có người tặng lễ vật cho phủ thứ sử. Mọi người mở dương ra xem, không nghĩ đến là lễ vật này. Là ai làm, một pháp sư tùy tùng trầm giọng hỏi, tiết khiếu hử lạnh, còn có thể là ai làm nữa chứ? Là cái người bên cạnh đang thị uy với chúng ta, triều đình đánh vào mặt người kia, người kia cũng đánh trở lại. Càn rỡ, ta muốn nhìn xem các người có thể càn rỡ được bao lâu. Ông ta nhận được mật chỉ của triều đình, chuẩn bị triệu tập nhân mã, tìm kiếm mục tiêu. Ông ta cũng biết lần, này Nam Châu sẽ đại nạn lâm đầu. Đại Tuyết Sơn, khách sạn Thải Hồng, mọi người vừa bước vào vừa thì thầm với nhau. Trưởng quỹ sở An Lâu đang chắp tay đứng tại cửa khách sạn nhìn ra hạp cốc đằng xa quay đầu lại, nhìn mấy người khách bước vào, mơ hồ nghe được chữ quỷ y. Ông ta đã đứng ở đây được một lát, cũng không phải lần đầu tiên nghe được mấy lời này. Trước đó, có nhóm người đi vào cũng đã nhắc đến quỷ y. Khách đi vào bên trong, ông ta phất tay gọi tiểu nhị đến, hỏi tại sao ta cứ nghe người ta nhắc đến quỷ y, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu nhị ngạc nhiên nói, con không biết, lúc này, một tiểu nhị đến hạp cốc kiểm tra bay về, bước lên bậc thang khách sạn, bẩm báo, trưởng quỹ, vạn động thiên phủ công khai phát tin tức tìm kiếm quỷ y. Sở an lâu hiếu kỳ, tìm quỷ y làm gì? Không phải tiểu tử bên đó đã được quỷ y chữa khỏi mang đi rồi sao? Tiểu nhị đáp, thuộc hạ nghe nói trưởng công chúa Kim Châu bị trúng kỳ độc, tìm kiếm quỷ y để trị liệu. Ai cung cấp được tin tức về quỷ y sẽ được trọng thưởng. Kỳ Độc, Sở An Lâu thầm suy nghĩ, phủ đại tư không yên kinh, Ca Miểu Thủy mặc áo choàng trở về từ Nam Kinh, nhanh chân bước vào. Không cần thông báo gì đặc biệt, đã có người trực tiếp đưa y vào trong gặp đồng mạch. Đồng mạch đứng trong bình viện phất tay tiến khách, đám quan viên vây quanh cung kính lui ra, nhưng lại không gian riêng tư cho hai người. Hai người cũng không khách sáo đồng mạch nói con trai tống chính minh là tống thư trên đường đến đây bị người ta giết thủ cấp bị ném trước cửa tiết khiếu ca miểu thủy gật đầu trên đường đi ta đã biết được việc này đồng mạch nói đàm phán với đại thiền sơn sao rồi ca miểu thủy đáp không đồng ý cũng không từ chối qua loa thôi chỉ là cỏ đầu tường còn đang quan sát nhưng không từ chối cũng không phải chuyện xấu chỉ cần tình thế không ổn chờ đại quân áp cảnh tất sẽ phản thôi đồng mạch cười lạnh vuốt dâu nói ca công công ta mới nhận được tin tức nói hải như nguyệt ở kim châu bị trúng độc xem ra hải vô cực đã ra tay rồi ca miều thủy nói ta biết rồi ta đang tính nói với tướng ra chuyện này hải vô cực ra tay chúng ta cũng không thể trì hoãn khi gặp tình huống cũng không cần che che lấp lấp binh mã chưa động lương thảo đi trước điều động nhân thủ cũng nên nhờ bệ hạ chính thức hạ chỉ đồng mạch vung tay lập tức có người mang tấu trương dân cho ông ta ta đang định tiến cung gặp bệ hạ ca công công không bận gì thì đi cùng Cam Miểu thủy nghiêng người nhường đường, dùng tay ra hiệu mời. Sau đó hai người cùng nhau rời đi. Hoàng cung rộng rãi nhưng đen kịt của nước tấn. Thái Thúc Hùng hai tay chống nạnh, đứng trước một tấm bản đồ, ánh mắt quỷ quyệt xem qua. Thái giám ngoài cửa đưa tay, Thiệu Bình ba hơi gật đầu chào hỏi. Sau đó cất bước bước qua cánh cửa, bước đến bên cạnh Thái Thúc Hùng, hành lễ, bệ hạ. Thái độ cung kính thuận theo, mà không thuận theo cũng không được. Bây giờ y đã mất đi thế lực của mình hoàn toàn, khó có thể hành động. Tạm thời chỉ có thể phụ thuộc vào người trước mắt. Thái Thúc Hùng vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ, sức khỏe thế nào rồi. Thiệu Bình Ba Đáp đã tốt hơn nhiều, người liên hệ với phụ thân của người ở Bắc Châu ra sao. Vẫn chưa thấy hồi âm, sức khỏe của người cần tĩnh dưỡng, không nên quá kích động, cũng không cần nóng lòng. Dù sao cũng là cha con, từ từ sẽ đến. Ngón tay Thái Thúc Hùng chỉ vào Kim Châu nước triệu, người có nghe chuyện hải như nguyệt của Kim Châu chúng độc không? Thiệu Bình ba đáp, ta có nghe Hắc Thủy Đài đưa tin đến. Thái Thúc Hùng nói, Hải Vô Cực chắc hẳn muốn động thủ với Kim Châu. Nhân mã hai nước tề, vệ đã bắt đầu điều động, tạo cơ hội tốt cho Hải Vô Cực ra tay. Xem ra, hai nước tề, vệ vẫn rất kiêng kỵ ngươi. Ngươi đến nước tấn, hai nước kia đang run sợ đấy. Dứt lời, ông ta cười ha hả một tiếng, cũng không phải kiêng kỵ vi thần, mà là bệ hạ. Thiệu Bình ba hơi hạ thấp người, sau đó tiến lên hai bước, chỉ vào Nam Châu nước Yến, Thương Kiến Hùng hẳn cũng đang muốn ra tay với Nam Châu. Khi nói lời này, ánh mắt của y lóe lên sự hưng phấn không dễ dàng thấy được. chương 822, anh Hùng sở kiến lược đồng. Thái Thúc Hùng có vẻ không hiểu tại sao ngươi lại biết. Ngón tay Thiệu Bình Ba lại tiếp tục vẽ lên bản đồ, Kim Châu và Nam Châu gắn bó như răng với môi, phụ thuộc lẫn nhau. Hải vô cực động Kim Châu, Nam Châu tất sẽ xuất binh viện trợ. Hai Châu liên thủ, sẽ khiến chiến sự kéo dài. Một khi nước triệu mệt mỏi và hao tổn, nước hàn rất có thể sẽ thừa lúc vắng vẻ mà tiến vào. Hải vô cực sẽ không có khả năng mạo hiểm như thế. Vi thần ở nước yến nhiều năm, đối với tình huống bên đó cũng không xa lạ gì. Thương kiến hùng kế vị, nội bộ nước yến liền có tin đồn, nói vị trí này vốn truyền cho ninh vương thiên kiến bá, còn nói thương kiến bá có khả năng đã bị thương kiến hùng mưu hại. Cộng thêm quân đội của thương kiến bá rất có uy vọng ở nước yến, việc này khiến thương kiến hùng giống như mắc nghẹn ở cổ họng. Thương Triều Tông tập trung bộ hạ cũ của Ninh Vương, dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Thủ Hiền, chiếm lấy Nam Châu. Chiến lực cường hãn của họ khiến thiên hạ chấn kinh, tình thế quật khởi chắc chắn khiến Thương Kiến Hùng ăn ngủ không yên. Ý đồ Thương Triều Tông nhúng chàm nước yến quá rõ ràng, lại là hoàng tộc. Lời đồn này càng tăng thêm sắc thái chính thống cho Thương Triều Tông, lấy cờ hiệu Thương Kiến bá mê hoặc nhân tâm, chi thế quật khởi uy hiếp nghiêm trọng đến hoàng vị của Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục sau khi các loại sáo trộn qua đi, ông ta nhất định sẽ xuống tay với Nam Châu. Hải vô cực dám làm như vậy, chính là vì Thương Kiến Hùng muốn ra tay với Nam Châu, mà cũng rất có thể Thương Kiến Hùng đã chủ động liên hệ với nước triệu. Thái Thúc Hùng gật đầu, nói có lý, hai nước liên thủ cùng ra tay, xem ra Nam Châu và Kim Châu khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Chưa hẳn, Thiệu Bình Ba lắc đầu, nhắc đến Kim Châu và Nam Châu, có một người không thể không nói đến, người này cũng chính là người khiến vi thần phải thất bại mà chạy đi. Ngưu hữu đạo người này tuyệt đối không phải người ngồi đó chờ chết vi thần có thể nhìn ra thương kiến hùng muốn động đến nam châu hắn không thể nào nhìn không ra theo vi thần được biết đại thế nam châu đã định hắn sẽ đến kim châu thương nghị mượn binh viện trợ phòng ngừa Chu đáo hải như nguyệt sinh con chính là cơ hội để bái phỏng nếu vi thần sở liệu không sai hắn chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội đám người vạn động thiên phủ chỉ biết khư khư giữ cái đã có không có thực lực sẽ không dám mạo hiểm vạn động thiên phủ không dám công khai tin tức hải như nguyệt chúng độc sẽ phải giấu giếm bây giờ trắng trợn công bố như vậy chính vì muốn để hải vô cực trở tay không kịp đây không phải là phong cách hành sự của vạn động thiên phủ như hữu đạo vừa chính vừa tà hành động lần này càng giống phong cách kiếm tẩu thiên phong của hắn dựa vào đủ loại dấu hiệu như hữu đạo rất có thể đang ở kim châu thái thúc hùng vô cùng kinh ngạc sau khi biết được sức khỏe của người này không chịu được kích động tin tức có liên quan đến như hữu đạo ông ta không để cho hắc thủy đài báo cho y biết. Việc người ta có thể ra tay với nhiều hữu đạo bất cứ lúc nào cũng giấu luôn. Đắc thủ tất nhiên sẽ nói, để y vui mừng, nếu thất bại, nói sớm quá ngược lại tự làm mất mặt mình. Ông ta không nghĩ đến, y lại có thể đoán ra được nhiều hữu đạo đang ở Kim Châu, khiến cho ông ta vừa sợ vừa thán phục. Thật tình không biết Thiệu Bình Ba có hoài nghi Thái Thúc Hùng đang cố tình phong tỏa tin tức không để cho y biết nhiều hữu đạo đang ở Kim Châu hay không nhưng suy nghĩ của thiệu bình ba và thái thúc hùng lại không giống nhau thiệu bình ba cho rằng thái thúc hùng không muốn để y chỉ biết quan tâm đến thủ riêng đã nói hắn sẽ không ngồi chờ chết vậy theo ngươi nghiêu hữu đạo sẽ giải quyết việc này như thế nào triệu thắng hoài hỏi thấy đối phương không quan tâm việc nghiêu hữu đạo có ở kim châu hay không trong lòng thiệu bình ba lại càng khẳng định suy đoán của mình nghiêu hữu đạo chắc chắn đang ở kim châu ngón tay của y tiếp tục chỉ vào các nước chỉ có mấy khả năng thuyết phục vệ tề Hàn Tống cùng tạo áp lực. Sứ thần của những nước này đang ở Kim Châu, vừa lúc tạo cho hắn một cơ hội. Một khả năng khác, hắn sẽ thuyết phục Tam Đại phái nước Yến ra tay ngăn cản, nhưng khả năng này không lớn. Chỉ cần Nam Châu vẫn còn trong tay nước Yến, ai ăn cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Lần này Thương Kiến Hùng đã quyết tâm, nếu đại thế đang nằm trong tay Thương Kiến Hùng, chú định Thương Kiến Hùng thành công, Tam Đại phái sẽ không trở mặt với Thương Kiến Hùng, sẽ mắt nhắm mắt mở. Về phần nước Vệ và nước Tề, chỉ sợ bị nước tấn đánh vào. Trọng điểm đề phòng từ trước đến nay vẫn là nước tấn, cộng thêm lần này tăng binh, hai nước cùng lắm cũng chỉ hô to ngoài miệng, không có hành động điều binh thực tế, không dọa được nước triệu, có thể loại trừ khả năng này. Với nước Hàn, thường kiến hùng đang rằng có với nước Hàn, còn muốn động thủ với Nam Châu, hiển nhiên đã có chuẩn bị tâm lý đối kháng. Có khả năng nhất, hiệu quả tạo áp lực mạnh nhất cũng chỉ có nước tống. Như hữu đạo chắc chắn sẽ nghĩ cách lôi nước tống xuống nước. Thái thúc hùng ưm một tiếng, nói như vậy, đã có hướng đề phòng, cô vương phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn đạt được, vừa lúc hủy diệt Nam Châu, xả giận cho thiệu bình ba ngươi. Không được, thiệu bình ba lập tức ngăn cản, quay người chắp tay, ý tốt của bệ hạ, vi thần xin nhận. Việc này sẽ rút dây động rừng, đại kế của bệ hạ chỉ vừa mới bắt đầu, trước khi nước vệ và nước tề xuất binh đông trinh, không thể để cho bốn nước phía đông kia có cơ hội mạnh hơn mình, phải khiến cho bọn họ duy trì trạng thái nam bè bảy máng, tiêu hao lẫn nhau, bệ hạ mới là người có lợi nhất trong tương lai, quét ngang hết thảy. Thái Thúc Hùng nhìn y, liên tục gật đầu, vui mừng nói anh hùng sở kiến lược đồng. Không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau, ông ta làm sao biết Thiệu Bình Ba muốn nhân cơ hội này tham gia, để Nam Châu xong đời. Vì Bắc Châu của y, y nhất định phải làm như vậy. Dưới cái nhìn của cá nhân y, như hiểu đạo còn nguy hiểm hơn Nam Châu nhiều, nhưng tài nguyên của nước tấn không phải cho y dùng để báo thù riêng. Quan trọng là, nhiều hữu đạo luôn có mấy chiêu thần kỳ. Cho dù có tham gia cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Có trời mới biết nhiều hữu đạo sẽ làm gì. Vận dụng tài nguyên nước tấn không hiệu quả, đối với người mới đến như y cũng không phải chuyện tốt, rất dễ bị người ta công kích. Việc y mới đến nhưng đã nhận được hậu đãi của hoàng hậu, đã khiến rất nhiều người không được thoải mái. Muốn cắt đứt hậu hoạn, chỉ bằng để nước tấn trực tiếp phái cao thủ, không tiếc bỏ ra cái giá lớn diệt trừ nhiều hữu đạo, nhưng y lại không thể nói thẳng y chỉ muốn báo thù riêng vừa đến còn chưa đứng vững gót chân, rất nhiều chuyện vẫn không tiện làm. Cộng thêm y nghi ngờ Thái Thúc Hùng đang thăm dò mình. Y chỉ có thể làm ra vẻ suy nghĩ cho đại cục nước tấn. Cung điện to lớn, một số quần thần đang đứng trong ngự thư phòng. Hải vô cực quần áo tóc tai đều được trải chuốt cẩn thận, sắc mặt lạnh lùng đứng chắp tay, đưa lưng về phía án thư, đối mặt với mấy vị đại thần. Kim Châu đột nhiên chủ động công khai tin tức Hải như Nguyệt trúng độc, khiến cho bên này trở tay không kịp. Bọn họ cảm thấy vạn động thiên phủ không có khả năng làm như vậy, tất cả đều đang suy đoán ý đồ của Kim Châu. Thái hậu đến, thái giám ngoài cửa the thé hô to, giống như đang nhắc nhở người bên trong. Quần thần quay người nhìn về phía cửa, một bà lão quý phái, dung mạo đoan trang xuất hiện ngoài cửa. Mặc dù nhìn bà lão đã già, nhưng trong nét phúc hậu vẫn có thể nhìn ra được vẻ xinh đẹp khi còn trẻ, đây chính là Hoàng Thái hậu nước triệu thương ấu lan. Tham kiến Thái hậu, quần thần không người, cung kính chào hỏi, mẫu hậu, Hải vô cực bước nhanh đến trước cửa, ân cần đỡ cánh tay mẫu thân bước vào. Không quấy rầy các người bàn chuyện quốc sự chứ. Thương ấu lan lên tiếng hỏi. mươi 823, sóng ngầm mãnh liệt. Hải vô cực đáp, không có gì à. Vậy thì tốt, thương ấu lan gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Trong giọng nói lộ vẻ uy nghi khó có thể che giấu. Ai ra muốn nói chuyện riêng với hoàng đế, chư vị lui ra trước. Vào lúc này, mắt mặt vì con hoàn toàn là điều không thể nghi ngờ. Hải vô cực khoát tay với mọi người, biểu hiện rất hiếu thuận. Vâng, quần thần không người lĩnh mệnh, cùng nhau lui ra. Một lão thái giám lưng còng, mái tóc hoa dâm, hai mắt đục ngầu, giả đến nỗi ngay cả bước đi cũng không được lưu loát cũng lui ra ngoài. Người này chính là tổng quản đại nội gia cát trì. Thường ấu lan gọi, lão gia cát, người không cần đi. Ta đang có việc cần ngươi phân xử. Gia cát trì dừng bước, ngẩng đầu nhìn phản ứng của hải vô cực. Hải vô cực cười nói, mẫu hậu, có cái gì mà phân xử hay không phân xử? ai đã chọc người tức giận à thương ấu lan đột nhiên giận dữ con còn muốn giấu ta đến khi nào hải vô cực ý thức được việc không ổn làm ra vẻ kinh ngạc tại sao mẫu hậu lại nói như vậy thương ấu lan cả giận ta hỏi con việc như nguyệt chúng độc có phải con làm hay không sắc mặt hải vô cực trầm xuống trong lòng không khỏi tức giận ông ta đã tận lực giấu giếm mẫu thân cũng không biết tên nào không giữ được cái miệng ông ta nhất định sẽ điều tra việc này Ông ta vội giải thích, mẫu hậu nghe được lời đồn này từ chỗ nào. Thương ấu lan thất vọng lắc đầu, lần trước con gặp ta để xin vật của Như Nguyệt khi còn bé, ta đã cảm thấy kỳ quái. Con còn muốn gạt ta, ta còn chưa đến mức già rồi hồ đồ. Nó là muội muội ruột thịt duy nhất của con, tại sao con lại nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy? Gương mặt hải vô cực vẫn lạnh lẽo, nhẫn nhịn một lát rồi nói, mẫu hậu, con có chỗ khó xử của con. Khó xử, ta biết con khó xử. Thương ấu lan vỗ ngực, kích động nói con là một vị vua quân lâm thiên hạ bỏ việc nhỏ chú ý việc lớn ta hiểu con muốn ép muội muội của con cửa nát nhà tan ta cũng mắt nhắm mắt mở con muốn đoạt kim châu thì cứ việc đoạt nhưng tại sao lại phải đẩy em con vào chỗ chết chứ giữ cho nó một cái mạng không được sao chẳng lẽ nhất định nó phải chết con mới cam tâm năm đó khi nước yến đưa ra vật thế chấp con vì tự vệ mà đẩy nó đi làm niềm vui cho người khác con tưởng ta không biết ta biết hết chỉ là ta không muốn nói mà thôi nó đã vì con mà chịu bao nhiêu khuất nhục con có biết không nếu không phải đứa cháu thương kiến bá của ta che chở cho nó thì nó đã sau khi con về nước đăng cơ để ổn định tiêu hoàng con đã bắt nó gả cho đứa con trai bệnh hoạn của tiêu hoàng con có từng nghĩ nó đã chịu bao nhiêu khổ cực không một tay con đẩy nó đến ngày hôm nay bây giờ lại chê nó vướng bận ra tay hạ độc thủ với nó tại sao con lại có thể xuống tay được như vậy con bảo người trong thiên hạ nhìn người làm mẹ như ta nhìn con như thế nào đây chỉ cho nó một con đường sống thôi cũng không được sao hải vô cực bị chửi đến thẹn quá hóa giận có chút nhịn không được trầm giọng nói mẫu hậu đoạn đường này người đi nhận bao nhiêu thiệt thòi nhịn xuống bao nhiêu chua sót trong lòng người hẳn phải hiểu hơn so với ai khác ba chữ bất đắc dĩ thế cục thiên hạ này là do một số người tận lực tạo ra chính là muốn người trong thiên hạ tiêu hao lẫn nhau đối với các quốc gia mà nói tình thế đều đi ngược dòng nước không tiến tắc thối ai cũng không an nhàn được ai dám an phận người đó sẽ diệt phong, chỉ có không ngừng mạnh lên, chỉ khi nào đủ sức mạnh mới có khả năng chống đỡ mọi nguy hiểm. Mẫu hậu, nước triệu không có đường lui, nhi tử không có đường lui, ông ta vung tay lên, chỉ mặt đất sau lưng, câu nói sau cùng vô cùng nặng trịch. Bên trong anh vũ đường, trước một tấm bản đồ, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông đang thảo luận với nhau. Tư thế ngồi của Mông Sơn Minh khá thấp, phải cầm một cái cây dài chỉ vào vị trí trên bản đồ. Đại Thiền Sơn cũng không giấu giếm bọn họ việc cam miểu thủy đến bái phòng. Mà bọn họ cũng không phải kẻ điếc hay mù lòa ở nước Yến. Triều Đình cũng đã bắt đầu tập trung vật tư và nhân mã. Cộng thêm trước đó Phương Chiết bên Kim Châu đã thông báo việc Hải Như Nguyệt bị trúng độc. Bọn họ làm sao mà không biết mưa gió nổi lên, vội vàng nhanh chóng triển khai ứng đối. Thỉnh thoảng có quan truyền lệnh ra vào anh Vũ Đường, truyền đạt tình huống điều động nhân mã các nơi. Lam Nhược Đình bước vào, đợi quan truyền lệnh lui ra, mới nói, vương ra, mông xoái, đạo gia truyền tin trở về, bảo chúng ta đừng hốt hoảng. Hắn nói hắn đã yêu cầu vạn động thiên phủ công khai chuyện hải như nguyệt chúng độc, bảo chúng ta không cần để ý việc này. Nam Châu nên ứng đối như thế nào thì cứ như thế đấy, chuẩn bị nhân mã đầy đủ. Hắn sẽ tỏa trấn Kim Châu, có tình huống gì sẽ kịp thời thông báo cho bên này. Mông Sơn Minh gật đầu, trong lòng đạo gia hiểu được thì tốt. Hải như nguyệt chúng độc khi nào, đại thiền Sơn, chính điện, Hoàng Liệt nhìn chằm chằm bức tượng thần vị tổ sư ra, lên tiếng hỏi. Mấy vị trưởng lão truyền mật tín, thay phiên nhau xem qua, sắc mặt người nào cũng ngưng trọng. Có người nói, xem ra triều đình nước Yến và nước Triệu đã dự mưu xong, muốn liên thủ hai bên cùng làm việc. Nam Châu nguy rồi, Hoàng Liệt quay người hỏi, như hữu đạo có hồi âm gì không? Một đệ tử lên tiếng, đã truyền ba lần tin tức, cho đến nay, hắn vẫn chưa trả lời. Tin tức từ quận Thanh Sơn truyền đến, nói Mao Lư Sơn Trang không hề có bất kỳ điều gì khác thường. Người của ba phái cũng tương tự, Hoàng Liệt cao mày, tên đó đang có ý gì vậy? Một trưởng lão lên tiếng, trưởng môn, mưa gió đã nổi lên, có cần trả lời phía cam miểu thủy hay không? Hoàng Liệt khoát tay, các người cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của tên kia trước đó. Hắn cũng phải không ăn chay, ta không tin tên kia sẽ ngồi chờ chết, hắn nhất định sẽ có phản ứng. Chúng ta xem hắn ứng đối như thế nào trước, đợi đại quân áp cảnh rồi đưa ra quyết định cũng không muộn chúng ta cũng nên đi đường vòng đến phủ thành tọa trấn tùy thời ứng phó trong một tòa trạch viện phủ thành kim châu đây cũng là điểm dừng chân của nam châu triệu thắng hoài đang bị trói trên một cây cột trong một căn phòng thỉnh thoảng cúi thấp đầu xuống thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên thở dài cửa mở chu lão bát tiến vào tay bưng cơm canh đặt một bên chiều huynh đệ ăn chút gì đi triệu thắng hoài lắc đầu không ăn vốn muốn cởi trói cho gã chu lão bát cười nói uống nước không triệu thắng hoài nói không uống ở đây là chỗ nào ta muốn gặp nghiêu hữu đạo gã vừa đến quận thanh sơn không gặp được nghiêu hữu đạo gã còn chưa kịp đi đã bị chế trụ sau đó đưa đến đây đây là đâu gã cũng không biết gã bị mang đến đây trong lúc hôn mê thân là người thường xuyên ở trong núi lúc này gã cảm thấy không khí tươi mát xung quanh không giống như trong núi mà giống trong một tòa thành thì đúng hơn chu lão bát nói bây giờ đạo gia đang bề bộn công việc không rảnh để gặp ngươi khi nào rảnh tất sẽ gặp, người gấp cái gì chứ? Ăn chút gì đi, tu vi của người còn chưa đến mức siêu phàm nhập thánh như trong truyền thuyết, đừng làm khó dễ cơ thể mình, chết đói không đáng đâu. Triệu Thắng Hoài nói, muốn nhanh gọn, bảo ngưu hữu Đạo đến gặp ta. Nếu không, tất cả mọi người cũng đừng hòng tốt hơn. Xuyệt, chu lão bát giờ ngón trỏ trước miệng, lão đệ, nói nhỏ thôi, không cần gào to như vậy. Nếu không, chờ lát nữa người biến thành hồ lô, người sẽ bị nghẹn khó chịu lắm lão thất phu người thử nhìn một chút đi trên bàn tiệc cao thiếu minh vỗ bàn chỉ vào tống sứ đồ hoài ngọc giận dữ mắng lưu phương quán mở yến tiệc chiêu đãi khách quý các nước bên phía nước yến đột nhiên có người đến thì thầm vào tai cao thiếu minh nói phát hiện người của tống sứ muốn cướp kim xí đưa tin của họ thế là bay sang hỏi hai bên bắt đầu đấu võ mồm ngay trên bàn tiệc vừa lúc nơi mở tiệc lại là nơi nghiêu hữu đạo diết yến sứ tống long ngọc năm đó đồ hoài ngọc liền dùng chuyện này để mỉa mai bảo Cao Thiếu Minh cẩn thận kẻo núi gót, chọc giận Cao Thiếu Minh ngay tại chỗ. chương 824, Người của Quỷ Y 1 Pháp Sư Tùy Tùng bên ngoài đình lập tức vọt vào, ầm, um, Lê Vô Hoa vỗ bàn, trầm giọng nói, hai vị có ý gì vậy? Xem vạn động thiên phủ ta là bài trí sao? Muốn đánh nhau thì ra khỏi Kim Châu mà đánh, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Sắc mặt Lê Vô Hoa vô cùng khó coi, nét tiểu tụy khó che giấu trên gương mặt. Bảo ông xuất hiện cũng bởi vì thân phận của ông ở phủ thành kim châu này ông là người thích hợp thay thế hải như nguyệt ra mặt chiêu đãi khách quý nhất cao sứ đừng quên đây là nước triệu ta tốt nhất là ngươi nên khiêm tốn một chút triệu sâm đang ngồi lạnh lùng chen vào một câu thật ra là đang nhắc nhở lúc này đừng nên sinh sự nhất là trêu chọc nước tống cao thiếu minh liếc nhìn hư lạnh sau đó khoát tay ra hiệu pháp sư tùy tùng của mình lui ra còn y thì cũng chậm rãi ngồi xuống những người đang ngồi ở đây đều có mục đích riêng cần phải đạt được đều biết Kim Châu sợ là yên bình không được bao lâu nữa. Một trận mưa to gió lớn sắp phủ xuống nơi đây, vệ sứ tùy phái và tề sứ tả an niên đã dùng lời cảnh cáo triệu sâm trong bữa tiệc, ý trong lời nói cũng muốn cảnh cáo nước triệu đừng làm loạn. Nếu không, hai nước sẽ không ngồi nhìn, tấn sứ sở tương ngọc luôn cố chấp hôm nay đột nhiên trở nên hiền hòa, thỉnh thoảng nâng chén khuyên mọi người bất giận. Về phần hàn sứ ra các tầm, cứ yên vị ngồi một chỗ vui vẻ ăn uống, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc trái ngó người này, liếc phải ngó người, không thèm quan tâm, cứ như xem diễn kịch. Đương nhiên, mọi người cũng không tránh khỏi việc hỏi Lê Vô Hoa sức khỏe Hải Như Nguyệt như thế nào. Lê Vô Hoa không thể không trả lời. Bữa tiệc vừa kết thúc, Lê Vô Hoa thẳng đến phủ Thứ Sử, đến trước giường bệnh Hải Như Nguyệt, nhìn Hải Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tiểu tụy vô cùng, không đành lòng nhìn tiếp, lại quay đầu đi. Đến trước phòng con trai, nói vài câu an ủi đệ tử đồng môn vất vả rồi, nhìn con trai đang ngủ mê, làn da đã chuyển sang màu xanh, nhịn không được nước mắt rơi lã chã lẩm bẩm ta đang tạo nghiệt gì thế. Ông ta biết, con trai của mình không kiên trì thêm được bao nhiêu ngày nữa. Ngày kế tiếp, phù thứ sử rối loạn tưng bừng, không ít đệ tử vạn động thiên phủ bay lên nóc nhà, cảnh giác nhìn một con phi cầm đang xoay quanh trên không trung. Trên phi cầm là một người đàn ông mặc áo trắng như tuyết, diện mạo tuấn giật, làn da trắng nón, biểu hiện bình tĩnh, ung dung tiêu sái, sau lưng còn đeo một cái giỏ trúc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phủ đệ bên dưới. Phi cầm giang đôi cánh rộng lớn, chậm rãi đảo quanh, sau đó hạ xuống vườn hoa. Không ít đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cũng bắt đầu tập trung về phía vườn hoa để đề phòng. Người đến rất ung dung, không hề tỏ ra địch ý, bên này cũng không dám mạo muội làm loạn. Người có thể điều khiển phi cầm sao có thể là người bình thường. Bọn họ thật sự không dám vọng động. Phi cầm đáp xuống đất, thu cánh lại, người đàn ông nhảy xuống, động tác rơi xuống đất khiến đệ tử Vạn Động Thiên Phủ nhìn nhau, xem ra người đến hình như không có tu vi. Ngươi là ai? một số đệ tử nhanh chóng tiến lên đồng loạt giơ kiếm trước người đối phương người đàn ông nhìn phong mang bảo kiếm trước người vẫn bình thản nói ta là ai không quan trọng nếu các người bảo ta đi ta sẽ đi ngay ngươi là một đệ tử dường như nhận ra người đến chợt kinh hãi xua tay mau buông kiếm xuống phi cầm không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng động tĩnh ở đây cũng đã kinh động cao tầng của vạn động thiên phủ đám người tư đồ rượu nhanh chóng chạy đến còn chưa đến vườn hoa một đệ tử từ trong vườn hoa đã chạy đến, ngăn trước người bọn họ, vừa vui mừng vừa vội vàng, trưởng môn, người của quỷ y đến. Đám người tư đồ rượu sửng sốt, không thể tin nổi. Lê Vô Hoa đang tiểu tụy chợt kích động, nói hưu nói vượt, tại sao người biết người đến là người của quỷ y? Ông cũng không dám tin có chuyện tốt này. Gã đệ tử đáp, sư phụ, đệ tử đã từng gặp qua, ngay tại cửa chính, khi đại công tử được quỷ y mang đi, người đó là người bên cạnh quỷ y, người cũng đã gặp rồi, không có sai đâu, thật là người đó mà toàn thân lê vô hoa run rẩy người có tên cây có bóng danh sưng trị bệnh nào cũng hết quỷ y khiến cho ông nhìn thấy được hy vọng ông ta cũng không đoái hoài đến cái gì là quy củ cũng mặc kệ trưởng môn có ở bên cạnh hay không lê vô hoa lắc mình một cái lướt về phía vườn hoa đám người tư đồ rượu nhìn nhau cũng không để ý đến sự thất thố của lê vô hoa cũng vội lách mình bay đi vừa đến cổng vườn hoa bọn họ lập tức nhìn thấy mấy đệ tử đang cẩn thận dẫn đường một người đàn ông mặc áo trắng cử chỉ rất phiêu giật thoát tục, tản ra khí chất thanh nhã khiến người ta khó có thể hình dung. Lê Vô Hoa vô cùng vui mừng, là y, không sai, quả nhiên là người bên cạnh quỷ y. Không nhịn được sự vui mừng lẫn kinh ngạc, Lê Vô Hoa nhanh chân tiến lên, xoay người hành lễ, không biết tiên sinh giá lâm, có chỗ nào mạo phạm, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Sau đó đến phiên đám người tư đồ rượu đánh giá người này. Người đàn ông nói, mọi người không biết nhau, chưa nói đến cái gì là mạo phạm. Tư đồ diệu tiến lên, chắp tay nói tại hạ là trưởng môn tư đồ diệu của vạn động thiên phủ, xin hỏi tôn tính đại danh của tôn giá, là gì của quỷ y? Đi xem bệnh thôi, người đàn ông dường như không muốn rông dài, nói xong một câu liền thản nhiên bước về phía trước, cứ như vậy mà lướt ngang qua mặt tư đồ diệu. Đường đường là trưởng môn vạn động thiên phủ, nhưng lại bị người ta quăng cục lơ, tư đồ diệu xấu hổ vô cùng, nhưng không sao nổi giận được. Vâng, 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 Lê Vô Hoa liên tục đồng ý, không thèm để ý trưởng môn sư huynh bị người ta ngó lơ cúi người khom lưng đi trước dẫn đường mấy người bên cạnh lặng lẽ đánh giá phản ứng của tư đồ rượu tư đồ rượu bình tĩnh nói đây chính là phong phạm của cao nhân nhưng nhìn qua lại còn rất trẻ cũng không biết đây có phải là bản lĩnh rượu thủ hồi xuân hay không nói xong ông ta phất tay một đám người đi theo tiếng gõ cửa vang lên hai lần sau đó cánh cửa được đẩy ra nghiêu hữu đạo đang khoanh chân tĩnh tọa ngồi trên giường đột nhiên kinh hãi mở mắt Nhìn thấy quản phương nghi bước vào, hắn chậm rãi ép trưởng thu công, nói trời có sập thì cũng để đó, gấp cái gì. Quản phương nghi vội vàng nói, đi ra ngoài xem, nhanh, quỷ y thật sự đã bị ngươi kinh động rồi. Nghe nói người của quỷ y đến, người của quỷ y, như hữu đạo sướng sờ, cầm lấy thanh kiếm trên tay, bước xuống giường rời đi. Hai người bước đến nội trạch đình viện, vừa lúc nhìn thấy Lê Vô Hoa đang cung kính dẫn một người đàn ông mặc áo trắng rất có phong độ bước đến, đằng sau là đám người tư đồ rượu như hữu đạo lách mình ngăn đằng trước chống kiếm dưới đất khiến mọi người không thể không dừng lại như huynh đệ người muốn làm gì lê vô hoa kinh ngạc hỏi như hữu đạo nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ thản nhiên hỏi ta nghe nói người của quỷ y đến đúng rồi lê vô hoa đưa tay giới thiệu vị này chính là như hữu đạo hỏi lê trưởng lão dựa vào cái gì để xác nhận cũng không phải hắn muốn làm khó đối phương nhưng nếu chẳng may là người có ý đồ xấu ngay cả cơ hội duy nhất còn lại của hải như nguyệt cũng mất luôn tiên sinh và quỷ y đã từng đến đây, ta đã từng gặp qua, Lê Vô Hoa vội nói, giọng nói có vẻ như đang trách Nhiêu Hữu Đạo nhiều chuyện. Đã từng gặp qua, Nhiêu Hữu Đạo im lặng, cũng không nghĩ đến người bên cạnh quỷ y lại xuất hiện chỗ này lần thứ hai. Nếu đúng như vậy, hắn ngược lại đã làm chuyện xấu. Hắn vội ôm kiếm chắp tay, đắc tội rồi, tại hạ Nhiêu Hữu Đạo, xin hỏi tôn tính đại danh của tôn giá. Nói được một nửa liền nghẹn lại, người ta hoàn toàn không để hắn vào mắt, làm như không thấy hắn, đi lướt qua luôn. Khóe miệng tư đồ rượu nhếch lên, giống như tìm được cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng sự việc dường như không chỉ như vậy, chương 825, người của quỷ y khai. Đột nhiên, người đàn ông dừng lại, thấp giọng nói thầm điều gì đó, cũng không nghe rõ y nói cái gì. Mọi người chỉ thấy y quay đầu lại, nhìn như hiếu đạo từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại trên mặt hắn. Giống như muốn nhớ kỹ dung mạo của hắn, như hữu đạo, ngươi chính là nghiêu hữu đạo của Nam Châu nước Yến. Khóe miệng tư đồ rượu nhúc nhích, tình huống này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Người ta biết ông ta là trưởng môn của vạn động thiên phủ mà còn không thèm nhìn, nhưng lại quan tâm đến nghiêu hữu đạo, cảm giác ganh tị đúng là không thoải mái. Nghiêu hữu đạo cười nói, chính là tại hạ, ta đã nghe nói qua, ngươi là người đã làm cho thiệu thị Bắc Châu phải chạy trôi chết. Người đàn ông áo trắng bình tĩnh nói một câu, nghiêu hữu đạo nhếch miệng tự diếu, mấy năm qua lăn lộn bên ngoài, ngoại trừ trốn tránh, đoán chừng người trong giới tu hành không ai không nghe thấy hắn. Đã từng nghe nói về hắn kỳ lạ lắm sao? Hắn đang muốn trả lời, ai ngờ đối phương khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó quay người bỏ đi. Nghiêu hữu đạo có chút hụt hắng, im lặng đưa mắt nhìn, ngoài mũi còn có mùi thuốc nhàn nhạt dễ ngửi từ trên người đối phương bay đến, lại càng cảm thấy đối phương siêu phàm thoát tục, khí chất thanh nhã. Bộ pháp ung dung, yên bình của đối phương mang đến cảm giác phiêu giật của bộ bộ sinh liên cả người đối phương giống như một mặt hồ không chút rung động xanh thẳm khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui nhưng lại vô cùng tĩnh mịch nghiêu hữu đạo tiếp tục quan sát tư đồ rượu đi ngang qua bên cạnh hơi ngừng lại lão đệ đừng để ý vừa nãy ta còn khó chịu hơn cả ngươi ta tự giới thiệu người ta ngay cả phản ứng cũng không thèm phản ứng có lẽ đây chính là phong phạm đệ tử của cao nhân ông ta muốn ám chỉ người kia không coi ai ra gì trong lòng không thoải mái là đúng rồi nghiêu hữu đạo ừm một tiếng mỉm cười nhìn theo bóng lưng người đàn ông áo trắng đang bước vào phòng, ánh mắt ý vị thâm trường, tuổi còn trẻ đã đạt đến trạng thái vui giận không lộ ra ngoài. Sự trầm ổn này đúng là hiếm thấy, người không có kinh nghiệm sợ là không thể làm được, dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu tư đồ rượu đi vào chung. Mọi người bước vào, chỉ thấy người đàn ông cởi giỏ trúc đằng sau lưng đặt xuống dưới chân, sau đó ngồi xuống giường, lật mí mặt, miệng của Hải Như Nguyệt ra xem, rồi bắt mạch cho bà. Hải Như Nguyệt đã bị hôn mê, nếu không phải có tu sĩ thường xuyên thi pháp bổ khí thôi động huyết mạch đang dần dần khô kiệt vận chuyển chỉ sợ bà đã sớm về với cõi tiên người đàn ông buông tay ra quay đầu lại nói chuẩn bị hai chén nước sạch đến đây nhanh lê vô hoa thúc giục người ta chuẩn bị người đàn ông mở giỏ trúc lấy ra hai bình xứ được bao lưới một đen một trắng còn có một cây ngân châm hai chén nước sạch được mang đến người đàn ông bưng một chén đặt bên giường cầm tay hải như nguyệt bóp ngón trỏ đâm thẳng ngân châm vào Ngón trỏ thấy máu nhưng lại không có máu chảy ra, có thể thấy được huyết khí của Hải Như Nguyệt hao tổn đến cỡ nào. Cuối cùng, y cố gắng nặn một giọt máu rơi vào trong chén, rồi lại cầm một cái chén khác, nhỏ thêm một giọt máu vào. Buông tay Hải Như Nguyệt ra, người đàn ông cầm cái bình trắng, dùng cái thìa gỗ nhỏ trong bình múc một ít bột màu trắng đổ vào trong chén nước. Nhìn chằm chằm vào chén nước một lát, thấy cũng không có điều gì bất thường, người đàn ông khoát tay ra hiệu, ý bảo đem một cái chén nước khác rồi lại mở bình đen, múc thuốc bột lục sắc bỏ vào trong chén nước. Nhìn ra được, khi y làm những chuyện này rất tập trung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ bên ngoài. Lê vô hoa hai tay cầm chén, cong eo rất thành kính, phối hợp cẩn thận với nhất cử nhất động của đối phương, chẳng khác nào đang hầu hạ tổ tông của mình. Sắc mặt người đứng gần chờ thay đổi, chỉ thấy sau khi đổ bột lục sắc vào trong nước, màu sắc chén nước dần dần thay đổi, bắt đầu có màu đỏ xuất hiện trong nước. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm người đàn ông, chờ phản ứng của y người đàn ông khẽ gật đầu đúng là đã trúng độc hồng hải nhi sau đó khoát tay ra hiệu không cần nước nữa lời vừa nói ra không ít người kinh ngạc ngay cả từ đồ rượu và nhiêu hữu đạo cũng nhìn nhau bọn họ đã biết hai người kia trúng độc hồng hải nhi cũng nghe từ nhiêu hữu đạo ban đầu không ai tra ra được cũng chưa từng nghe nói qua kỳ độc hồng hải nhi nhưng người này vừa mới kiểm tra chỉ một lát sau đã đưa ra kết luận đúng là cách đám người vạn động thiên phủ cả vạn giảm trong lòng mọi người đều cảm khái, quỷ y quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả người bên cạnh cũng có được bản lĩnh cao thâm. Lê Vô Hoa vừa kích động, vừa chờ mong, cẩn thận hỏi, tiên sinh có thể giải loại độc này không? Người đàn ông vừa bỏ đồ vào trong giỏ trúc vừa trả lời, chẳng có vấn đề gì lớn. Mọi người lại càng im lặng, vấn đề lớn như vậy mà nói là không lớn. Lê Vô Hoa mừng rỡ như điên, thở phào một hơi, xin tiên sinh rượu thủ cứu chữa, chỉ cần tiên sinh. Người đàn ông đứng lên nói, không cần phải nói mấy thứ này, ta đến đây là để chữa trị, không trị thì cũng chẳng đến đây. Mọi người vây quanh ở đây làm gì, ảnh hưởng đến ta, tất cả giải tán đi. Sau đó quay lại chỉ hải như nguyệt ở trên giường, mau mang bệnh nhân đến nhà bếp. Mọi người vừa mới xê dịch bước chân lập tức quay đầu lại, còn tưởng mình nghe lầm. Nhà bếp, Lê Vô Hoa sửng sốt, tiên sinh nói đem người đến nhà bếp. Người đàn ông ừ một tiếng, cầm giỏ trúc lên, đồng thời chuẩn bị thêm một tấm ván mỏng, còn có chăn mền đưa hết đến nhà bếp. Người không có phận sự thì không cần có mặt, còn có thể làm sao? Người ta đã nói không thích quá nhiều người, chỉ có thể y nói thế nào thì làm thế đó thôi. Lê Vô Hoa lập tức kêu người chuẩn bị, không bao lâu sau, nhà bếp đã được thu dọn xong, hải như nguyệt được đặt trên ván giường bọc chăn cũng đã được mang đến nhà bếp. Nhà bếp của mấy hộ giàu có không chỉ có một cái nồi, mà là một loạt nồi và bếp. Người đàn ông bước đến nhìn đống nồi và bếp. Sau đó chỉ ba cái nồi lớn ra hiệu nấu nước. Người hỗ trợ lập tức làm theo, đợi sau khi nước nóng, người đàn ông căn dặn khống chế độ lửa, duy trì nhiệt độ của nước, sau đó bảo người khiêng ván giường có Hải Như Nguyệt đặt nằm ngang lên ba cái nồi đang nóng. Mớm nước, người đàn ông bảo Lê Vô Hoa không ngừng cho Hải Như Nguyệt uống nước. Lê Vô Hoa chưa từng nghe thấy cũng như nhìn thấy phương thức chữa bệnh như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, không dám hai lời. Một lát sau, người đàn ông liền nắm cánh tay Hải Như Nguyệt từ trong chăn ra cảm nhận nhiệt độ trên người của bà, đồng thời bắt mạch. Đợi đến khi chiếc chăn ẩm ướt, mặt người được quấn trong chăn đỏ bừng, bắt đầu đổ mồ hôi, mí mắt hải như nguyệt giật giật, dường như không chịu nổi cái nóng, ánh mắt mở ra, từ trong hôn mê tỉnh lại. Lê Vô Hoa bước lên, nhìn bà đầy lo lắng. Trước kia, đối với người phụ nữ này, ông chỉ có suy nghĩ muốn chơi đùa, nhưng vận mệnh trêu ngươi, cuối cùng lại trở thành người một nhà. Tâm trạng đùa bớn, mê luyến nhục thể và tùy tiện phát tiết làm niềm vui đã không còn, thay vào đó là tình thân khó có thể vứt bỏ. Hải Như Nguyệt nhìn ông, yếu ớt nói, đây là đâu, ta nóng quá. Lê Vô Hoa vội nói, cố gắng nhịn một chút, người ta đang giải độc cho nàng, lập tức sẽ tốt thôi. Nhịn một chút nhé, giải độc, cảm xúc của Hải Như Nguyệt dường như kích động hẳn lên, âm thanh lớn hơn mấy phần con, con trai như thế nào rồi. Vành mắt Lê Vô Hoa đỏ lên, không đợi ông mở miệng, người đàn ông đã duỗi tay đến, bóp miệng Hải Như Nguyệt, bỏ một viên thuốc màu xanh sẫm vào miệng của bà. Người đàn ông nói: "Đừng nói nữa, thi pháp giúp bà ấy luyện hóa dược hiệu." "Vâng, vâng." Lê Vô Hoa liên tục đồng ý. Y là Hải Như Nguyệt cảm thấy người này rất quen, nhưng tinh lực không có, không nhớ nổi là ai. Chương 826: "Đây là ngươi nói, ta không bức ngươi." "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Lê Vô Hoa xem lời nói của đại phu như thánh chỉ, liên tục ngăn bà không nói nữa, bắt đầu thi pháp luyện hóa dược hiệu. Sau khi dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, Hải Như Nguyệt khổ sở đau đớn nói, vô hoa, ta khó chịu quá. Tiên sinh, bà ấy thế nào rồi? Lê vô hoa quay sang hỏi người đàn ông. Người đàn ông đáp, có thể lấy chăn mềm ra được rồi. Chăn mềm ẩm ướt, nóng hừng hực lập tức được lấy sang một bên. Người đàn ông lại nói, mau cởi quần áo của bà ấy ra luôn, cởi sạch. Cái này, Lê vô hoa trợn tròn mắt. Người đàn ông không thèm quan tâm, quay người đặt giỏ trúc sang một bên, lấy ra một đống chai chai lọ lọ, rồi mở một tấm ra, bên trong có đủ loại ngân châm to nhỏ, hình dáng khác nhau. Y đổ toàn bộ vào trong nồi nhỏ bằng bạc, đổ nước sạch vào, sau đó đến một loại thuốc bột không biết tên, bắt đầu ngâm ngân chân. Lê vô hoa cắn răng, đuổi hết đàn ông ra ngoài, đổi thành mấy nha hoàn, bảo người canh giữ bên ngoài nhà bếp, phòng ngừa có người tiến vào. Cuối cùng, Hải Như Nguyệt đang yếu ớt cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không có sức phản kháng. Bị lột sạch không còn một mảnh trước mặt một người đàn ông xa lạ, có thể không ngượng sao. Bà chỉ có thể nhắm mắt lại cũng may sự đau đớn trong bụng khiến cho bà không còn suy nghĩ quá nhiều. Nha hoàn hỗ trợ bên cạnh cũng đỏ mặt, nhưng không thể không thừa nhận, thân hình của trưởng công chúa thật đẹp. Người đàn ông đứng trước mặt Hải Như Nguyệt, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt không nhìn ra được bất kỳ điều gì khác thường. Mặc dù thần sắc rất chuyên chú, nhưng ánh mắt của y nhìn Hải Như Nguyệt chẳng khác nhìn lợn chết hoặc người chết. Ngược lại Lê Vô Hoa lại run rẩy, có chút không chịu nổi. Càng làm cho Lê Vô Hoa không chịu nổi chính là Người đàn ông kia còn đưa tay sờ một số bộ vị trên người Hải Như Nguyệt, thử nhiệt độ cơ thể ở những chỗ đó. Về sau, y đưa cái nồi bạc chứa đầy ngân châm cho Lê Vô Hoa, nói cơ thể của bà ấy và nhà bếp này không được sạch, mau dùng nước lau qua cơ thể bà ấy một lần. Lê Vô Hoa kéo căng gương mặt làm theo. Sau khi lật qua lật lại Hải Như Nguyệt để lau, người đàn ông một tay cầm bình thuốc, một tay cầm ngân châm có dính bột phấn, tốc độ tay cực nhanh châm vào các huyệt vị trên người Hải Như Nguyệt, cả ngân châm lẫn thuốc bột đều cắm sâu vào huyệt vị của bà. Sau khi châm xong, y để Hải Như Nguyệt ghé vào ván gường, cắm một ống tiêm rỗng ruột nhỏ vào mỗi đầu ngón tay và ngón chân của Hải Như Nguyệt. Sau đây, ta sẽ đẩy thuốc vào trong xương tủy của bà ấy, khôi phục cũng như tăng cường chức năng tạo máu trong cơ thể, có thể sẽ hơi đau, đừng để bà ấy động đậy. Người đàn ông dặn dò, Lê Vô Hoa đã dần thích ứng, cũng đã nhìn ra, người đàn ông này không hề có ý khinh nhờn người phụ nữ của ông. Nhìn tình huống vừa rồi thì biết, phương pháp chữa trị này bắt buộc phải cởi hết quần áo nếu không sẽ không tiện vâng lê vô hoa đồng ý lần này là một ống tiêm rỗng ruột lớn hơn một chút xuất hiện trong tay người đàn ông y sờ phía sau lưng hải như nguyệt từ xương cổ xuôi theo xương sống đột nhiên hạ châm xuống đâm thẳng vào xương gáy hải như nguyệt a à, hải như nguyệt kêu lên đau đớn cơ thể yếu ớt không tự chủ dãy ruộng một cái lê vô hoa đã sớm có sự chuẩn bị lập tức thi pháp ấn xuống một viên thuốc nho nhỏ màu đỏ bỏ vào trong ống tiêm. Người đàn ông vận khí, đẩy viên thuốc vào trong xương gáy Hải Như Nguyệt. Rút, lại đâm, lại đẩy thuốc vào, cứ như vậy dọc theo xương sống của Hải Như Nguyệt một đường đâm xuống. Đâm mười mấy châm, đẩy mười mấy hạt thuốc mới thu tay lại. Làm xong những thứ này, người đàn ông thở hồng hộc. Có lẽ bếp lò bên cạnh rất nóng, người đàn ông đổ đầy mồ hôi. Lê Vô Hoa ngạc nhiên, phát hiện tu vi của người này rất yếu, chỉ biết luyện khí và vận khí mà thôi. Hải Như Nguyệt đã bất tỉnh vì đau đớn, người đàn ông ra hiệu xoay Hải Như Nguyệt lại, sau đó dùng chăn đắp lên người bà. Chỗ có ống tiêm thì không phủ, đồng thời duy trì nhiệt độ của nước và lửa. Người đàn ông thỉnh thoảng nhìn ống tiêm giống ruột tay trên tay và chân của Hải Như Nguyệt, vân về chuyển động từng cây mấy lần, cứ lặp đi lặp lại như thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, một ống tiêm cắm trên một đầu ngón tay bắt đầu có máu rỉ ra. Dần dần, trong từng ống tiêm đã bắt đầu có máu. Người đàn ông cầm lọ thuốc bên cạnh, thỉnh thoảng nhỏ vào trong máu, dùng dụng cụ để quấy, xem xét hỗn hợp sau khi thay đổi. Cho đến giữa trưa, khi người đàn ông cảm thấy thuốc dưới tác dụng của máu đã có phản ứng đủ, y bắt đầu tháo những ống tiêm trên ngón tay ngón chân của Hải Như Nguyệt, bao gồm cả dụng cụ đã sử dụng qua vào trong nồi bạc có nước thuốc để rửa, hẳn là không còn vấn đề, tiếp đó chỉ cần khôi phục. Bổ khí lợi máu chắc không làm khó được người của vạn động thiên phủ các ngươi. Ba ngày sau, bà ấy có thể xuống giường. Huyết khí hao tổn quá nhiều, tránh không khỏi cơ thể suy nhược trong tháng này nhớ chú ý điều dưỡng đừng tiếp xúc với nước lạnh vậy là tốt rồi sao lê vô hoa kinh ngạc lập tức bắt mạch kiểm tra cho hải như nguyệt mơ hồ có thể cảm giác được cơ thể hải như nguyệt đang chậm rãi khôi phục sức sống so với lúc trước nghĩ hết cách cũng không làm gì được lập tức thở phào nhẹ nhõm đại ân của tiên sinh lão phu thật sự không biết lấy gì để báo đáp tiên sinh có việc gì phân phó thì cứ việc nói cho dù lão phu máu chảy đầu rơi người đàn ông ngắt lời không cần gia sư nói trước nay chỉ có người khác thiếu ông ấy ông ấy chưa từng thiếu người ông ấy đem con trai của bà ấy đi cứu bà ấy một mạng về sau không còn thiếu nợ lẫn nhau có sống hay chết không còn liên quan nữa lê vô hoa sửng sốt hỏi thăm quỷ y là sư phụ của tiên sinh người đàn ông ừng một tiếng thu dọn đồ đạc vác giỏ trúc lên vai nói quấy dày rồi cáo từ a à, lê vô hoa giật mình tranh thủ kéo y lại tiên sinh con trai của ta làm sao bây giờ Người đàn ông nói, nói cứu bà ấy một mảng thì không thiếu nợ lẫn nhau. Con của người theo sư phụ ta, về sau là người của sư phụ ta. Lê Vô Hoa lập tức nhận ra người này đã hiểu lầm, không, không, tiên sinh, ta nói chính là con trai của ta. Chúng ta có một đứa con vừa sinh, còn nằm trong tã, cũng bị trúng loại độc này, mong rằng tiên sinh ra tay cứu chữa. Người đàn ông cao mày, chẳng lẽ sau khi bà ấy trúng độc, các người còn để bà ấy tiếp xúc với trẻ nhỏ hay sao? Hồ đồ! trong thông tin phát ra bên ngoài chỉ nói hải như nguyệt chúng độc cũng không đề cập đến đứa bé nào người ngoài không biết rõ tình huống lê vô hoa nói tiên sinh lúc đó là do chúng gian kế của kẻ gian thật sự không biết nên mới tạo thành sai lầm lớn xin tiên sinh mau cứu con của ta với vất vả lắm mới thấy được hy vọng sao có thể buông tha giống như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng sau cùng người đàn ông vô tình nói ta nói sau khi cứu bà ấy một mạng chúng ta chẳng còn thiếu các người cái gì mau buông tay, hay là người muốn cưỡng ép, giam giữ bức bách ta hay sao? Vạn lần không dám, Lê Vô Hoa trong tình thế cấp bách vội quỳ xuống. Dù tu vi của ông cao hơn người này, nhưng hiện tại lại yếu đến mức cháu trai cũng không bằng, nước mắt rơi đầy mặt tiên sinh, lão phu già rồi mới có con, bảo ta làm sao mà trơ mắt nhìn con trai của mình chịu hết đau đớn như vậy. Cầu tiên sinh đại từ đại bi mau cứu con ta, chỉ cần tiên sinh đồng ý, sau này tiên sinh có bất kỳ điều gì phân phó, lão phu sẽ thu xếp ổn thỏa, có chết cũng không từ chối. Người đàn ông im lặng, suy nghĩ một hồi, sau đó nói, đây là ngươi nói, ta không có bức ngươi. Lê Vô Hoa liên tục gật đầu, vỗ ngực nói, lời ta nói phát ra từ ruột gan, tuyệt vô hư ngôn. Nếu ta dám nuốt lời, trời chu đất diệt, chương 827, vô tâm một người đàn ông nói, không cần trời chu đất diệt đâu. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ tự tìm người để đòi công đạo, để lời thề của ngươi ứng nghiệm bây giờ khiêng người đang nằm trên nồi đi, mang con trai của ngươi đến đây. Tạ tiên sinh, Lê Vô Hoa dập đầu ba cái liên tiếp, sau đó bỏ dậy, lau nước mắt, bảo người đưa hải như nguyệt đã được phủ tốt ra ngoài. Bên ngoài viện, tại một nơi bình thường chỉ có hạ nhân lui tới, một đám cao tầng của vạn động thiên phủ đang chờ. Bọn họ cũng đã hỏi người bị đuổi ra ngoài trước đó, nghe nói phải cởi sạch quần áo để cứu chữa. Mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cái gì cũng không thể nói nên lời. Việc đã đến nước này, có nhiều thứ cũng không cách nào so đo được. Tư Đồ Diệu và Ngưu Hữu đạo đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn ống khói bốc khói trong nhà bếp, cũng không nói câu nào, cũng chẳng biết sẽ chữa trị trong bao lâu. Đúng lúc này, cửa mở ra, chỉ thấy Hải Như Nguyệt đang nằm trên ván được người ta khiêng ra ngoài. Lê Vô Hoa vội chạy ra, gấp giọng gọi đệ tử, "Đứa bé, mau ôm đứa bé đến đây." Mắt nhìn Hải Như Nguyệt được mang đi, đám người Tư Đồ rượu lập tức tiến lên hỏi thăm, "Như thế nào rồi? Sau khi được cứu chữa?" bà ấy đã có chuyển biến tốt ba ngày sau là có thể xuống giường lê vô hoa vội vàng giải thích sau đó giữ chặt nha hoàn ra sau căn dặn theo